chiên xác hiện ác nghiệp báo. Đời tùy Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đăng Ấn Độ dịch từ Phạn Văn sang Hán Việt. Giới hiệu: Kinh Chiên Xác Nghiệp Báo Hiện Ác còn gọi là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Nghiệp Báo, gồm hai quyển do Ngài Bồ Đề Đăng người nước Ấn Độ dịch ra Hoa ngữ vào đời nhà Tùy, được thâu vào tập thứ 17 trong Đại Tạng, Đại Chánh Tân Tu của Nhật Bản. Kinh này do Đức Bồ Tát Địa Tạng vì chúng sanh đời mạn Pháp cầu học Pháp lành, ứng với lời dạy của Phật mà nói ra. Quyển Thượng nói rõ cách chiên quẻ để xem xét nghiệp báo thiện ác. Quyển Hạ thuật rành nghĩa chân thật của Đại Thừa. Chiên xác tức là dùng tướng mộc luân, những mảnh gỗ gieo quẻ để biết nghiệp thiện, nghiệp ác cùng quả báo khổ vui, lành dữ đời trước và đời này của một người nào đó. Cách làm mộc luân là đem 10 điều thiện và 10 điều ác phân biệt ra và khắc chữ ở trên 10 mảnh gỗ nhỏ. Hành nhóm thứ nhất, viết 3 chữ hân khẩu ý trên 3 mảnh gỗ khác, có khắc nét dài, ngắn, sâu, cạn, lớn, nhỏ. Hành nhóm thứ hai, viết chữ số từ 1 đến 18 trên 6 mảnh gỗ khác nữa, mỗi mảnh gỗ chỉ 3 mặt còn chừa 1 mặt trống. Hành nhóm thứ ba, đem gieo từng nhóm trên bậc sập do những mộc luân đó hiện ra những chữ có số gì, rồi theo đó mà xem xét việc lành dữ tốt xấu hoặc nhân quả đời trước, đời này vân vân. Đó là nội dung quyển thượng. Tuy về hình thức là chiêm bói, nhưng thực chất lại khác xa muôn trùng đối với việc chiêm bói của thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì cách chiêm bói này đòi hỏi người thực hành phải là đệ tử của Phật, thuộc hành Phật xuất gia tại gia, có quy y họ giới hẳn hoi. Và trước khi muốn chiêm xác, phải biết cúng dường tam bảo, sám hối, phát nguyện, tùy hỷ, hồi hướng, vân vân. Có được đức tin hồn tí thanh tịnh rồi, thì sự chiêm xác thiện ác mới tương ưng với bi nguyện chỉ dẫn của chư Phật, Bồ Tát và Ngài Địa Tạng. Khi đó, những điều cần cầu mới ứng nghiệm và chính xác. Không đủ những yếu tố này, việc chiêm xác sẽ không tương ưng. Lại nữa, khi thực hành đúng theo lời dạy của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và việc mình muốn xem xét được hiện ra kết quả rõ ràng, phải biết đó là duy tâm sở hiện, cũng chính là một phần mạnh muốn nơi thể tướng dụng của chân tâm chúng ta. Quyển Hạ kinh này chỉ dạy về pháp quán như thế nào để đúng với nghĩa thật của Đại Thừa, nghĩa là người muốn hướng về Đại Thừa để tu học, trước tiên cần phải biết hạnh căn bản ban sơ, đó là cảnh giới của nhất thật tướng. Nhất thật tướng này được tóm nêu bằng hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tâm chân như, nghĩa thứ hai là hức a lại gia. Tâm chân như là cái hệ bất sanh bất diệt của tất cả hóa các pháp. Hức a lại gia là nghĩa sinh diệt của tất cả các pháp. Học tập quán này có hai đường lối quán quán sát, ấy là pháp quán duy tâm thức và pháp quán thực tướng trung đạo của chân như. Người nào nương vào một trong hai pháp quán này mà tiến tới, tức có thể trực nhận ra nhất thực tướng, được mệnh danh là tu đúng pháp Đại Thừa, sẽ dựa vào chủng tính Bồ Tát. Vị nào không ham nổi việc tu tập hai pháp quán nói trên, hay hãy niệm danh hiệu Đại Bồ Tát Địa Tạng, cầu sanh về tịnh độ của chư Phật ở các phương khác, hoặc tùy một đức Phật ở vương nào, xoay về hướng ấy mà niệm danh hiệu của Ngài. Đến khi được nhất tâm, sẽ tùy nguyện sinh cõi Phật đó, rốt ráo sẽ không rơi vào các đường ác tám chỗ nạn, sẽ thành tựu đức tin về Đại Thừa mau được bất hối chuyển. Như trên là tóm chung tóm tắt hai quyển của bộ Kinh Chiêm Xác Nghiệp Báo Thiện Ác. Đại Đức Bồ Tát Địa Tạng vì thương xót chúng sinh đời mạn Pháp mà đã hay Phật chỉ dạy rành rẽ mọi điều. Ở Trung Hoa, từ đời nhà Tùy trở lại đây, những người căn cứ theo bản kinh này để thực hiện pháp sám tội số ấy rất nhiều, đủ cho thấy tập tục dân gian của Trung Quốc với tư tưởng Phật giáo một mực kết hợp với nhau. Đó đều là từ đời Tùy đến trước đời Đường. Kinh này bị một số học giả xem là ngụy tạo vì cho rằng xuất xứ của kinh không được rõ ràng. Đến đời Đường, niên hiệu Đại Châu,
Những nhà sư định mục lục các kinh Phật với bộ khai nguyên Thích Giáo Luật mới xem kinh này là chân kinh, và hâu vào mục lục các kinh trong Đại Tạng, sự truyền bá có hơi rộng rãi kể từ đó. Đến đời Minh, có ngài Trí Húc Đại Sư, trước là một quyển tựa đề là Huyền Nghĩa Kinh Kim Sát hay quyển Kim Sát Nghĩa Sớ, là một quyển Kim Sát Hành Pháp. Các cách thực hành việc Kim Sát, bốn quyển trên đều là chú sớ bộ kinh này theo tài liệu Lịch Đại Tam Bảo ký quyển 12. Cận đại đây cũng có ngài luật sư Hoằng Nhất trong việc viết, trong khi viết quyển Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quang. Nhìn chung về thánh đức của Bồ Tát Địa Tạng đã trích dẫn kinh Kim Sát này rất nhiều và đề cao bi nguyện độ sanh của Đức Địa Tạng Đại Bồ Tát đối với chúng sanh ở cõi Ta Bà. Ngày nay hàng ngũ xuất gia tại gia như chúng ta đang vào thời kỳ mạt pháp, tức thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đang suy vi, tà pháp đang lừng lẫy. Điều đó rất hiển nhiên, không thể phủ nhận. Tuy rất nhiều vị phát tâm trỗi vượt, cầu vô thượng bồ đề và tu theo các môn thiền định của Phật giáo, nhưng số người đạt được thành quả không phải là đa số mà hầu như rất hiếm hoi. Phải chăng đều do túc huế hiện căn còn mỏng manh yếu ớt mà nghiệp chướng và tội nặng hiện tại và quá khứ lại sâu dày, cho nên thường bị nhiều điều chướng nạn hoặc bị sự nhiễu loạn bởi các thứ quỷ hần của 95 phái tà sư ngoại đạo khiến cho lui mất căn lành hoặc trở lại cầu phước báo nhỏ mọn ở thế gian như Đức Bồ Tát Địa Tạng đã dạy trong kinh này. Cũng vì những nguyên nhân đó, Đức Đại Bồ Tát khởi lòng đại bi vô tận chỉ dạy cách chiêm sát nghiệp báo hiện ác để người tu hành tự biết túc căn của mình, sau đó chọn lựa pháp tu cho hợp với căn cơ trình độ, ngõ hầu thoát khỏi sự phá hoại của các thứ ma tà. Thế nên những đệ tử Phật khi xem đến hoặc nghe nói đến việc chiêm sát chớ vội khinh thường, cho rằng Phật pháp va trộn với hình thức bói quẻ của thế gian. Hình thức một bộ mộc luân gồm 19 mảnh gỗ, chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu gồm 10 cái, hầu nhiếp tất cả thập thiện, thập ác. Nhóm giữa 3 mảnh, hầu nhiếp nghiệp hiện ác sâu cạn riêng biệt của thuộc thân khẩu ý. Nhóm sau 6 mảnh, hầu nhiếp 6 căn, 6 trần, 6 hức thuộc 18 giới với 189 hiện tượng của phàm thánh, phàm thánh thế gian và xuất thế gian. Như vậy đủ thấy kinh Kim Sát nghiệp báo hiện ác này thật bất khả tư nghì, không một loại bói khoa nào có thể sánh kịp. Riêng về thực nghĩa của Đại Thừa thì cũng được Bồ Tát Địa Tạng giảng giải một cách tinh vi sâu thẳm nơi quyển hạ. Nếu đem luận Đại Thừa khởi tính của Bồ Tát Mã Minh đã tạo để so sánh, ta sẽ thấy rằng những nghĩa căn bản của luận khởi tính phần lớn đều ở trong kinh này. Thế thì kinh này là tóm tắt dạy về ý nghĩa trọng yếu của đạo lý nhất thừa vậy. Vì nhân duyên nào chúng tôi dịch kinh này, xin thành thật thưa rằng từ trước đến nay các bản kinh Hoa ngữ lưu hành ở Việt Nam rất nhiều, nhưng bộ kinh Kim Sát này chưa thấy lưu thông, lại cũng ít khi được nghe nói đến. Nay tình cờ một nhân duyên nào đó thúc đẩy khiến cho một Phật tử người Đài Loan khi qua làm ăn ở Việt Nam đầu năm Bính Tý 1996 đã đem theo bộ kinh này với hộp mộc luân được khắc chạm mạ vàng rất tinh xảo công phu, có cả bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng 19 mộc luân để chiêm sát. Cư sĩ muốn tìm người dịch ra kinh này để lợi ích cho hàng Phật tử Việt Nam. Sau một thời gian mấy tháng tìm không được người, ông hổ lộ với một Phật tử Việt Nam rằng muốn đem bộ kinh và hộp mộc luân này về Đài Loan. Người Phật tử kia giới thiệu đến chúng tôi, ông vui lòng trao lại bản kinh và hộp mộc luân với hy vọng tôi có thể dịch bộ kinh này. Sau khi nhận bản kinh đầu tháng 4 năm nay 1996, tôi khởi sự dịch hàng ngày. Mặc dù trong mùa Phật đản và an cư kiết hạ với nhiều bận rộn, tôi cũng cố gắng hết sức mình, đến cuối tháng 4 thì xong 2 quyển với phần chú thích những từ ngữ khó và bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng mộc luân để những vị tu sĩ, cư sĩ Phật tử Việt Nam
bớt khó hiểu trong khi sử dụng đến. Sau khi bản thảo hoàn thành, tôi gửi đến vị cư sĩ Đài Loan nọ để ông xem thử. Cư sĩ rất vui mừng và phát biểu rằng bản dịch của chúng tôi không trái với nội dung của kinh như thế. Nguyện vọng của ông đã thỏa mãn. Phải chăng đây đều do thần lực của Đức Bồ Tát Địa Tạng gia bị hộ trì khiến cho tôi làm được việc này? Tôi hầm tin tưởng như vậy. Xin ghi lại nơi đây để gửi đến chư vị có dung duyên đọc và sử dụng kinh Chim Sát Nghiệp Báo Thiện Ác này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tháng Trong Hạ, mùa An Cư, năm Bính Tý 1996, dịch giả kính ghi. Kinh Chim Sát Nghiệp Báo Thiện Ác, quyển thượng. Đời tùy Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đăng, người nước Ấn Độ, Thiên Trúc dịch Tạng Văn ra Hán Văn, biệt dịch Thích Thiện Thông. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật đứng dưới thiết trí ở hành vương xá trong núi Linh Thú dùng sức thần thông, thị hiện đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm rộng rãi vô ngại, cùng với vô lượng vô biên đại chúng câu hội diễn nói pháp môn căn tụ rất sâu. Bây giờ trong hội có một Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tính, từ tòa đứng dậy sửa lại y phục, vén áo vai mặt, cung kính chắp tay bạch lên Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nay con ở giữa chư đại chúng đây, muốn có chỗ hỏi hư hỉnh Thế Tôn, cuối mong Thế Tôn đủ lòng cho phép. Đức Phật dạy rằng: Này Hiện Nam Tử, tuy cho ông hỏi, Như Lai có thể giải nói cho ông. Ngài Đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tính thưa: Như Đức Thế Tôn trước đây có nói, ta nhập diệt rồi, đến sau thời kỳ chính pháp chấm dứt, tượng pháp sắp hết, sang thời mạng pháp, vào thời kỳ này chúng sanh vướng mỏng, nhiều sự suy buồn, quốc độ xảy ra rối loạn hoài hoài, tai họa nhiều lần nổi lên khắp nơi, đủ thứ ách nạn, toàn những sự sợ sệt, bức xúc chúng sinh. Đệ tử Như Lai đa số đánh mất niệm lành của mình để nuôi lớn thêm tham giận, ganh tị, ngã mạn vân vân. Giả sử có người làm được những điều giống như thiện pháp thì cũng chỉ cầu lợi dưỡng tiếng khen, theo người thế gian lấy đó làm đích, chẳng thể chuyên tâm tu pháp xuất yếu. Trong thời kỳ này, chúng sanh khắp nơi nhìn thấy trong đời tai biến loạn ly, lòng họ kiếp nhược, lo sợ hơn mình và những quyến thuộc, chẳng được áo cơm để nuôi thân mạng. Do những nhân duyên đây dạy các thứ chướng ngại như thế, cho nên đối với chính pháp của Phật, căn tánh của họ trở nên chậm lục, đức tin ít ỏi. Người chứng được đạo cực kỳ hiếm có, đến đổi lần lần đối với ba thừa. Những người hành tụ đức tin căn bản lại cũng rất hiếm. Những người tu học thiền định thế gian mà phát sinh những năng lực thần thông như biết kiếp trước của mình vân vân, lần lượt chẳng còn. Vào thời mạng pháp lâu xa như vậy, người chứng đạo quả, người được đức tin, người được thiền định thần thông vân vân hoàn toàn không có. Kính bạch Thế Tôn, con vì thời đại ác trường sau này, khi tượng pháp sắp hết và vì chúng sanh căn lành nhỏ nhoi trong thời mạng pháp, xin hỏi Như Lai bày phương tiện nào mở mang chỉ dẫn hàng đệ tử Phật, khiến sinh lòng tin được trừ si buồn. Bởi các chúng sanh gặp thời đại ác nhiều chướng ngại, nên họ hái tâm lành đối với nhân quả của pháp thế gian và pháp xuất thế gian phần nhiều nghi ngờ, chẳng hề bình lòng chuyên cầu thiện pháp. Chúng sinh như vậy đáng thương, đáng cứu. Tâm đại từ bi của Đức Thế Tôn bao la vô tận, tri biết tất cả, xin khởi phương tiện dạy rõ điều này, khiến lìa lưới nghi, trừ các chướng ngại, thêm được đức tin, nương theo các thừa mà mau được giải thoát. Đức Phật bảo Ngài Kiên Tịnh Tính rằng: lành thay, ông hỏi việc này hay lắm, rất vừa ý ta. Nay trong hội này có Đại Bồ Tát tên là Địa Tạng, ông nên đem việc này thưa hỏi với Ngài, với người. Vị Bồ Tát ấy sẽ vì ông mà dựng lập phương tiện, mở bài diễn nói để ông mãn nguyện. Khi đó Bồ Tát Kiên Tịnh Tính bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, Như Lai là đứng đại trí vô hượng, ý gì Đức Phật chẳng nói, lại muốn để cho Bồ Tát Địa Tạng diễn nói việc này? Đức Phật bảo Ngài Kiên Tịnh Tính: Ông chớ có sinh tư tưởng cao hạ. Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã hơn vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng Kỳ Kiếp. Từ lâu người đã chứng vào biển nhất kiết trí, công đức tràn đầy, chỉ vì nương sức đại từ tại và hệ nguyện xưa mà khéo hóa hiện ấn thân mười phương, dù rằng dạo khắp
tất cả cõi nước, khởi dụng độ sinh nhân bất đời ác năm trượt, riêng người là làm lợi ích giáo hóa sâu dày hơn cả, lại cũng nương sức phân tộc hề nguyện khỏi xưa mà người nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sanh có nhân đáng độ. Bồ Tát Địa Tạng từ 11 kiếp trở lại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới Ta Bà, hành thục chúng sanh. Do đó trong đại hội này, thân tướng của người đoan nghiêm, oai đức hù thắng, chỉ trừ Như Lai ngoài ra không ai có thể hơn nổi. Vả lại, bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa nơi thế giới này, trừ những vị đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi, Quan Thế Âm, ngoài ra không ai có thể sánh kịp. Cũng bởi hệ và nguyện lực xưa của Bồ Tát này là nhanh chóng thỏa mãn tất cả nguyện cầu của khắp chúng sanh, hay diệt tất cả tội nặng, hay trừ các hữu chướng ngại cho khắp chúng sanh để họ hiện đời được sự an ổn. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng được mệnh danh là đứng khéo nói pháp an ủi chúng sanh, nghĩa là khéo nói những pháp rất sâu, có thể mở mang dẫn dắt những người vừa mới tu học phát khởi ý chí cầu pháp đại thừa, khiến chẳng kiếp nhược bởi những nhân duyên như vậy. Cho nên nơi thế giới này, chúng sinh khát ngưỡng chịu sự giáo hóa đắc độ của người, do đó mà ta để cho người nói. Khi ấy Bồ Tát Kiên Tịnh Tính đã hiểu được ý của Phật, ngay đó ngài liền mở lời khuyến khỉnh Đức Địa Tạng rằng: hay hay đứng đại sĩ cứu đời, hay hay đứng đại trí khai đạo, những điều tôi hỏi về những chúng sanh trong đời ác trượt, dùng phương tiện gì giáo hóa chỉ dẫn cho họ lìa khỏi các thứ chướng ngại, được vững niềm tin. Nay Đức Như Lai muốn để cho ngài nói phương tiện đó, xin ngài phải hời hương sóc nói cho. Lúc đó ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng nói với ngài Kiên Tịnh Tính rằng: này Hiện Nam Tử, hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Thời sau khi Đức Phật diệt độ trong đời ác trượt, những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ, đối với những điều nhân quả thế gian và xuất thế gian như chưa có được đức tin quyết định, chẳng thể tu học về tưởng vô thường, về ý tưởng khổ, ý tưởng vô ngã, ý tưởng bất tịnh, những pháp quán ấy chẳng thể hành tụ, chẳng thể siêng năng quán bốn thánh đế, hoặc là pháp quán 12 nhân duyên, hoặc là pháp quán bất sinh bất diệt, do chẳng siêng quán những pháp như vậy, cuối cùng chẳng thể không tạo tội lỗi thuộc 10 điều ác căn bản đối với công đức của Phật Pháp Tăng và những cảnh giới nhiệm màu của ngôi Tam Bảo, chẳng hay chuyên lòng tin tưởng sâu sắc đối trong ba thừa, đều không định hướng. Những hạ người trên nếu có bất cứ chướng duyên nào thì mỗi lo lắng càng thêm tăng trưởng, hoặc nghi hoặc hối đối với mọi điều, tâm chẳng sáng tỏ, cầu nhiều lo lắng, lắm chuyện ràng buộc, làm việc bất định, tư tưởng rối loạn, phế tu đạo nghiệp. Hàng đệ tử Phật, người nào có sự chướng nạn như thế nên dùng phương pháp xem tướng mộc luân mà chiêm nghiệm xét nét nghiệp nhân tốt xấu của những đời trước, cũng như những sự khổ vui lành dữ. Hiện tại đời này, duyên hợp mà có, duyên hết thì tan, nghiệp nhóm theo tâm, tướng hiện quả khởi, chẳng mất chẳng hư, tương ưng với nhau, không hề sai lạc. Hãy nên như vậy, chiêm nghiệm kỹ càng nghiệp báo tốt xấu, rồi tự nhắc nhở nơi lòng của mình, đối với việc nào có chỗ nghi ngờ, thì lấy theo đó quyết định rõ rệt. Là đệ tử Phật, hãy nên học tập phương pháp chiêm sát tướng mộc luân này, hết lòng nương theo việc được xem xét thì không điều nào mà chẳng thành tựu. Chẳng nên vứt bỏ phương pháp nói trên, trở lại theo đuổi những thứ bói quẻ hoặc là những việc chiêm tướng lành dữ của người thế gian, rồi xin tham đắm ưa thích học tập. Nếu thích học tập thì rất chướng ngại thánh đạo Bồ Đề. Này Hiện Nam Tử, muốn học cách làm tướng mộc luân thì trước phải khắc gỗ cỡ như ngón út, dài dưới một tấc, chính giữa mảnh gỗ bốn mặt bằng nhau, đầu hai mảnh gỗ nhọn lần lần ra, ngửa tay gieo quẻ qua chỗ sạch bên cạnh, khiến cho chuyển đổi. Nhân vì nghĩa này mệnh danh là luân, lại nương tướng này có thể phá hỏng lưới nghi chấp tà trong tâm chúng sanh, chuyển sang đường chính, đến chỗ an ổn nên gọi là luân. Về
Tứ mộc luân thì có tất cả ba thứ khác nhau. Thế nào là ba? Một là luân tướng biểu thị nghiệp chủng thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, luân này có 10. Hai là luân tướng biểu thị nghiệp chủng chứa nhóm trong những đời trước, hoặc xa hoặc gần, tạo nghiệp mạnh yếu, lớn nhỏ khác nhau, luân này có 3. Ba là luân tướng biểu thị họ báo sai biệt trong ba đời, luân này có 6. Do muốn xem xét những nghiệp ác sai biệt đã tạo đời trước thì phải cắt gỗ ra làm 10 luân. Y 10 luân này biết ghi danh từ của 10 thiện nghiệp. Cứ mỗi thiện nghiệp chủ ở một luân, ghi ở mỗi mặt kế lấy 10 ác nghiệp. Việc đối diện lại với 10 thiện nghiệp khiến cho cân đối mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ, tất cả điều hiện còn hệ tóm nhiếp tất cả thiện pháp khác. Về 10 ác nghiệp cũng là cội rễ tất cả điều ác, có hệ tóm nhiếp tất cả ác pháp khác. Nếu muốn chiêm quẻ tướng mộc luân này, trước hết phải học sự dốc hành lễ chung tất cả chư Phật mười phương. Nhưng đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, hứa hỏi lãnh nhận chính pháp của Phật. Kế đó nên học sự dốc lòng hành kính lạy mười phương tất cả pháp toàn. Nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng hộ trì đọc tụng, tu hành đúng pháp vì người diễn nói. Kế nữa phải học sự dốc lòng hành kính lạy mười phương tất cả hiền thánh. Nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sinh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, phát tâm bồ đề đến bất khối chuyển. Sau đó nên học sự dốc lòng hành kính lạy nơi ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương mau được diệt trừ đi nghiệp ác, lìa các chướng ngại, những vật nuôi hân đều được đầy đủ. Lại như thế rồi, tùy chỗ có được hương hoa vân vân nên sắm cúng dường. Trong khi cúng dường hành giả phải nên nhớ nghĩ tất cả Phật pháp tăng bảo thể hưởng khắp pháp, khắp giáp hiện hữu khắp nơi, nguyện cho những món hương hoa dân cúng đồng với pháp tính, xong khắp tất cả cõi nước mười phương của các đức Phật rộng làm Phật sự. Lại nghĩ mười phương tất cả món cúng lúc nào cũng có, nay tôi sẽ cuộc dùng tất cả những thứ hương hoa, chuỗi ngọc, tràng phan, bảo cái, những món trân quý, các thứ âm nhạc, đèn đuốc sáng tỏ, món ăn, thức uống, y phục, mền nệm, thuốc thang vân vân, cho đến bao nhiêu món trang nghiêm, cúng dường tận khắp mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng, đều cùng chung với tất cả chúng sinh dâng hiến cúng dường. Lại nên nghĩ đến người nào sắm sửa những món cúng dường trong các thế giới, ta đều tùy hỷ. Người nào chưa hề sắm sửa cúng dường, nguyện được dẫn dắt tu pháp cúng dường. Lại nguyện thân ta có thể nhanh chóng đến khắp tất cả cõi nước mười phương, ở mọi chỗ Phật pháp tăng bảo đều dùng tất cả những món trang nghiêm với khắp chúng sanh đồng đem dâng hiến cúng dường tất cả pháp hân, sắc hân, xá lợi, hình tượng, chùa viện, tháp miếu, tất cả Phật sự của các đức Phật, cúng dường tất cả bao nhiêu tạng pháp và chỗ huyết pháp, cúng dường tất cả chư hiền thánh tăng. Nguyện co cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế, xong rồi lần lần thành tựu 6 ba la mật, 4 vô lượng tâm, biết sau các pháp xưa, nay vắng lặng, không sinh không diệt, nhất vị bình đẳng, lìa niệm thanh tịnh, rốt ráo tròn đầy. Lại một lần nữa buộc tâm một chỗ riêng cúng dường ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bằng cách xưng danh hoặc tụng niệm hầm, nhất tâm xưng rằng Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xưng danh như vậy đủ 1000 lần, qua 1000 niệm rồi bạch lời như vậy: Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, đại từ đại bi, cuối mong Bồ Tát hộ niệm cho con và tất cả chúng sanh mau trừ các chướng, thêm lớn đức tin thanh tịnh, khiến cho những điều xem xét hiện nay khế hợp tương xứng đối với sự thật. Nói lời ấy rồi, sau đó tay cầm mộc luân ở trên bật sạch, dây qua một bên. Cách thức như thế, muốn xem cho mình hoặc xem cho người cũng đều như vậy, người xem nên biết.
Người muốn chiêm sát tướng Mộc Luân đây, tùy nghiệp được hiện đều phải mỏi mỏi quan sát kỹ lưỡng, suy tư, nghiệm xét, hoặc là hoàn đủ cả 10 điều hiện, hoặc là hoàn đủ cả 10 điều ác, hoặc hiện ác xen lẫn, hoặc hoàn hiện chẳng đủ, hoặc hoàn ác chẳng đủ. Nghiệp nhân như vậy, giống loại chẳng đồng tộc khí, quả báo mỗi hứa mỗi khác. Như Đức Thế Tôn đã nói rộng rãi nơi rộng rãi nhiều kinh khác, nên phải nên nhớ nghĩ, suy ngẫm quan sát nghiệp chủng được hiện cùng với những việc quả báo khổ vui lành dữ trải qua trong hiện đời này, như tương xứng với nghiệp tập tiền não đang nhận, đó mệnh danh là khế hợp. Nếu chẳng tương xứng, phải biết đó là chẳng hết lòng hành màu luống sai. Nếu chim tướng Mộc Luân mà hiện nghiệp thiện, nghiệp ác đều chẳng hiện ra, thì người này đã chứng tâm sáng suốt của trí vô lậu. Hãy nên chuyên cầu xuất thế pháp, chớ ưa nhận lại quả báo thế gian. Những nghiệp hữu lậu lần lượt nhỏ yếu, chẳng còn tăng trưởng cho nên chẳng hiện. Trường hợp phần hiện chẳng đủ, phần ác chẳng đủ, thì hạng người này, những gì nghiệp thiện, nghiệp ác của họ chẳng hiện, đều là nhỏ yếu, chưa dẫn đến quả, do đó chẳng hiện. Nếu đời sau này những vị đệ tử của Đức Như Lai một khi chiêm nghiệm qua quả báo hiện ác được tương ưng rồi, đối với những món buộc năm thứ dục khi được xứng ý, chớ tự dễ vui rồi khởi buông lung, liền nên xét nghĩ, ta được như vậy là do nghiệp thiện đã tạo đời trước, cho nên ngày nay được phước báo này, nay ta càng phải tiến tu thêm nữa, chẳng nên dừng nghỉ. Nếu gặp ách nạn hoặc là những sự suy não chẳng lành, rối rắm lo sợ, chẳng được vừa ý, phải nên cam chịu, chớ nên nghi hối mà hoái tu hiện nghiệp. Liền nên xét nghĩ, nghiệp ác thế nào chỉ do đời trước ta đã gây tạo, cho nên bây giờ mắc báo như thế, nay ta phải nên sám hối ăn năn những nghiệp ác đó, cũng như chuyên tu pháp môn đối trị và tạo nghiệp lành thêm, không được dừng lại hay biến lười phóng túng. Nếu chẳng như thế, chỉ càng thêm sự chưa nhóm các hứa khổ tụ mà thôi. Trên đây gọi là phương pháp chiêm sát bằng tướng Mộc Luân thuộc cách thứ nhất. Hiện nam tử, nếu muốn chiêm sát nghiệp được chứa nhóm xa gần, trong đời quá khứ về trước những nghiệp đã tạo mạnh yếu lớn nhỏ sai khác thế nào, lại nên khắc gỗ ra làm ba luân, biểu thị ba nơi thân khẩu ý, mỗi luân chủ một nơi, viết chữ vào đó lại nơi mỗi luân chính giữa một mặt, viết vào đường gạch hơi lớn và dài cho đến chí mí. Kế mặt thứ ba rạch một nét khác hơi to và sâu, đến mặt thứ tư cũng cắt một nét cho lớn và kẹn. Cần nên biết rằng nghiệp thiện trang nghiêm cũng tương tự như vẽ vời tô điểm, nghiệp ác si hại giống như gạch bỏ, gạch nào dài lớn tượng trưng cho sự chứa thiện vốn đã từ lâu trở lại, nghiệp thiện đã làm mạnh mẽ bén nhạy, việc làm tăng thêm, gạch nào nhỏ ngắn tượng trưng cho sự chứa thiện trở lại vốn còn gần cạn, chỉ mới tập tành nên nền tảng chậm chạp, việc làm mỏng manh. Nét khắc nào mà vừa to vừa sâu tượng trưng cho những tập quán xấu ác từ lâu trở lại, việc làm tăng thêm, giữ hòa cũng dày. Khắc nét khắc mà nào mà vừa to vừa cạn tượng trưng cho sự hoái tu hiện pháp trở lại đây gần, mà mới tập tành theo những ác pháp, những nghiệp đã tạo cũng chưa đến nỗi tăng hưởng lên lắm, hoặc là dù có khởi nghiệp ác nặng nhưng từng hối cải, đó được gọi là những điều ác nhỏ. Này hiện nam tử, nếu như chiêm sát luân tướng lần đầu thì chỉ mới biết hiện ác sai biệt đã tạo đời trước, nhưng chẳng hề biết tập quán chứa nhóm lâu xa hay gần, cũng như chưa hề biết nghiệp đã tạo là mạnh hay yếu, hoặc lớn hay nhỏ. Thế nên cần phải chiêm sát luân tướng lần thứ hai nữa. Nếu như chiêm sát luân tướng lần hai thì phải căn cứ nghiệp được phát hiện trong luân tướng đầu, nghĩa là nếu một nơi hân thì gieo luân tướng có ghi chữ hân,
Nếu thuộc về khẩu thì giao luân tướng có ghi chữ khẩu. Nếu thuộc về ý thì giao luân tướng có sẵn chữ ý. Chẳng được đem tất cả tướng của ba luân giao chung một lần, phải tùy theo nghiệp. Chú ý nên nhớ từng nghiệp thiện ác căn cứ theo luân thuộc về nghiệp nào thì gieo riêng luân đó để chiêm cho đúng. Lại nữa, nếu trong luân tướng chiêm lần thứ nhất chỉ được điều tốt nơi thân, mà trong luân tướng lần thứ hai lại được điều xấu nơi thân, như vậy gọi là lòng không chí thành, chẳng được kế hợp, gọi là sai luống. Lại nữa, chẳng tương ưng là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bất sát chẳng giết, hay nghiệp thâu đạo trộm cướp. Ý trước chú mục xem nghiệp bất sát, nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được ác nơi thân, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp. Lại nữa, nếu thấy hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ưa nghiệp sát, không tạo tội giết, chỉ có ý là chủ nghiệp sát, nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được thân đại ác, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp. Từ đó suy ra trong nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý, nghĩa chẳng tương ưng lại cũng như vậy, cần phải biết rõ. Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng lại bảo Ngài Kiên Tịnh Tính: Này Hiện Nam Tử, nếu đời sau này các hạng chúng sanh muốn cầu thoát khỏi sinh già bệnh chết, vừa mới phát tâm tu tập thiền định, trí tuệ vô tướng, cần phải xem trước nghiệp ác đã tạo trong những đời trước nhiều ít nhẹ nặng thế nào. Nếu như nghiệp ác nhiều và sâu dày thì chẳng được học ngay pháp thiền định trí tuệ. Trước hết cần phải tu pháp sám hối. Tại vì sao thế? Người này đời trước tập khí ác tâm mạnh mẽ bén nhạy, cho nên hiện tại ác tạo nhiều ác, vi phạm trọng cấm. Cho nên nếu chẳng sám hối, khiến được thanh tịnh mà lập tức tu thiền định trí tuệ, thì người đó sẽ có nhiều chướng ngại, chẳng thể thành công, hoặc bị thất tâm lầm loạn cuồng loạn, hoặc bị tà ma ngoại đạo quấy rối, hoặc thâu nạp pháp tà thêm lớn ác kiến. Thế nên trước hết phải tu sám pháp. Một khi giới hệ đã được thanh tịnh, hay tội nặng đời trước được nhẹ mỏng rồi, ắt lìa các chướng. Hiện nam tử hành giả muốn tu pháp sám hối thì nên ở chỗ vắng tùy năng lực mình mà trang nghiêm một tịnh thức vừa phải, trong hớp tôn trí tượng Phật Bồ Tát để kinh sám, treo vang lọng lụa, chuẩn bị hương hoa để dùng cúng dường, tắm gội thân thể, giặt sạch y phục chớ cho hôi hám. Mỗi ngày 3 lần ở trong hớp ấy, 3 hồi xương niệm danh hiệu sám hối, một lòng kính lạy 7 Đức Phật quá khứ và 53 Đức Phật kế đó, tùy 10 phương mà mỗi lạy chung. Vận tâm lạy khắp nơi có sắc thân xá lợi, hình tượng tháp miếu và những Phật sự của tất cả chư Phật, kế lại lạy chung tất cả chư Phật 10 phương 3 đời. Lại nên vận tâm lễ khắp 10 phương tất cả pháp tạng, lại nên vận tâm lễ khắp tất cả chư hiền thánh tăng trong khắp 10 phương. Sau đó riêng xưng danh thêm và định lễ ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lễ như vậy rồi cần phải nói về những tội đã tạo, một lòng ngưỡng bạch cuối mong 10 phương chư đại từ tôn chứng biết hộ niệm cho con sám hối, chẳng còn tạo lại, xin nguyện con và tất cả chúng sanh mau được trừ diệt những tội từ vô lượng kiếp trở lại, 10 hứa nghiệp ác, 4 hứa tội nặng, 5 tội đại nghịch, tà kiến điên đảo, chê bai tam bảo, tội nhất xiển đề, vân vân. Khi đó hành giả lại nên xét nghĩ, tính tội như vậy chỉ là từ tâm hư vọng điên đảo mà khởi, không có hợp thế thực thể nhất định để có thể nắm bắt, và thể của nó vốn là rỗng lặng. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều mau thấu đạt bản tâm, diệt hẳn gốc tội, kế lại phát lời nguyện khuyên hỉnh: Xin nguyện 10 phương tất cả Bồ Tát, vị nào chưa hành vô vượng chánh giác, xin nguyện vị ấy mau hành chánh giác. Vị nào đã hành, xin nguyện thường trụ mãi trên thế gian để chuyển pháp luân, không vào niết bàn. Kế lại phát lời nguyện tùy hỷ: Nguyện con và khắp tất cả chúng sanh rốt ráo lìa hẳn hứa tâm ganh tị tất cả cõi nước trong khắp ba đời. Những người tu học được các công đức và được hành tụ
con đều tùy hỷ. Kế lại phát lời nguyện hồi hướng, nguyện những công đức mà con đã tu, nếu có lợi ích cho khắp chúng sanh, đều xin hồi hướng về nhất thiết trí, đến hành niết bàn, phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi, hành giả bước qua bên cạnh tịnh thất, ngồi hẳn nhất tâm, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm thầm danh hiệu của ta. Hành giả phải nên tiết giảm ngủ nghỉ, nếu bị hôn trầm che mờ tâm tính, thì nên trở vào đạo tràng trong hớt, kinh hành niệm tụng. Trên đây là nói ban ngày. Kế đến là phần giờ giấc ban đêm, nếu có đèn nên thắp sáng, ban đêm cũng nên ba hồi cung kính, cúng dường sám hối phát nguyện. Nếu chẳng thể sắm đèn nến sáng sủa, phải nên thường trực ở trong tỉnh thức, một lòng tụng niệm, hằng ngày thực hành pháp sám như vậy, chớ lười bỏ vế. Nếu người có sẵn nền tảng thiện nghiệp xa xôi đời trước, mà tạm thời gặp nhân duyên xấu ác, rồi tạo điều ác thì tội chướng nhẹ, tâm của người ấy mạnh mẽ, lanh lợi, ý lực hùng dũng, trải qua 7 ngày liền được thanh tịnh, trừ các chướng ngại. Các hạng chúng sanh nghiệp có dày mỏng, cho nên căn tánh có lanh có chậm, sai khác không lường, hoặc có những người sau 27 ngày thì được thanh tịnh, có người trải qua 21 ngày, cho đến trải qua 49 ngày bèn được thanh tịnh. Nếu như người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng tăng trưởng, phải qua 100 ngày mới được thanh tịnh, hoặc 200 ngày, cho đến trải qua 1000 ngày sau mới được thanh tịnh. Nếu người căn tính cực kỳ chậm lục, tội chướng sâu nặng, cần phải luôn luôn phát tâm dõng mãnh, chẳng đoái tưởng đến việc tiết thân mạng, thường xuyên xưng niệm, sớm tối kinh hành, nhiễu quanh tượng Phật, giảm bớt ngủ nghỉ, lễ sám phát nguyện, vui tu cúng dường, chẳng lừa chẳng bỏ, dù cho mất mạng cũng chẳng dừng thoái, tinh tấn như thế trong 1000 ngày quyết được thanh tịnh. Hiện nam tử, nếu muốn biết được tướng thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành sám pháp, qua sau 7 ngày phải nên mỗi bữa vào lúc sáng sớm lấy tướng mộc luân thuộc lớp thứ 2 để đủ trong tay, gieo luôn 3 lần, nếu thân khẩu ý đều thuần hiện, người ấy được gọi là thanh tịnh lại. Về đời sau này, các hạng chúng sanh người nào có thể tu hành sám pháp thì quá khứ từ trước lâu xa trở lại ở trong Phật Pháp, đời nào đã từng tu tập thiện Pháp, tùy người đó tu những công đức gì thì nghiệp cũng có dày mỏng, đủ thứ khác lạ. Do đó những hạng người kia trong lúc được sự thanh tịnh tướng cũng chẳng đồng. Hoặc có chúng sanh khi được 3 nghiệp thuần hiện bèn liền được thêm các thứ tướng hảo. Hoặc có chúng sanh khi được tướng trạng 3 nghiệp lầm vừa thì trong 1 ngày 1 đêm lại thấy ánh sáng đầy thân của mình, hoặc nghe có mùi hương thơm lạ mà nơi thân ý hơi hới, hoặc có mộng lành, mộng thấy thân Phật đến để chứng minh, tay xoa đầu mình khen ngợi rằng: lành thay, ngươi nay thanh tịnh, ta đến chứng minh cho ngươi. Hoặc nằm mơ thấy thân bị Bồ Tát đến để chứng giám, hoặc mộng thấy rõ hình tượng Đức Phật phóng ra ánh sáng để chứng minh. Để vì chứng minh, nếu người chưa được tướng 3 nghiệp lành mà chỉ trước đó thấy nghe những việc như vậy rồi cho là mình sám có kết quả, thì đó chính là hư vọng dối ngụy, chẳng phải tướng lành. Nếu người từng có gốc lành xuất thế, tùy sự giúp họ của họ mạnh lành thì ta lúc đó tùy chỗ đáng độ mà vì hiện hơn phóng ánh từ quang, khiến họ an ổn, lìa những nghi sợ, hoặc hiện những thứ thần thông biến hóa, hoặc lại khiến họ tự nhớ những việc lành dữ đã tạo trong những kiếp trước, hoặc lại tùy họ ưa những pháp gì liền bị nói dùng giáo pháp thâm yếu, ngay đó những người ấy hướng về vừa nào tức được đức tin quyết định vững chắc, hoặc lần lần chứng quả vị sa môn. Lại nữa, nếu chúng sanh nào mặc dù chưa thấy hóa thân của ta biến đổi nói pháp, hệ siêng tu học với lòng chí hành, khiến thân khẩu ý được tướng thanh tịnh rồi, ta cũng hộ niệm khiến chúng sanh ấy mau được tiêu diệt các thứ chướng ngại,
thiên ma ba tuần chạm đến phá hoại cho đến tất cả những quỷ thần của 95 thứ tà sư ngoài đạo cũng chẳng đến quấy nhiễu, và năm món cái lần lượt nhẹ mỏng kham nổi tu tập thiền định trí tuệ. Lại nữa, nếu đời sau này các hạng chúng sanh tuy chẳng bị cầu thiền định trí tuệ của đạo xuất yếu, thể gặp những thứ hoạn nạn tai ách nghèo nàn khốn khổ lo đầu bức bách, cũng nên cung kính lễ lạy cúng dường tam bảo, ăn năn tội ác đã tạo và thường xuyên thường phát nguyện trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, xin lòng xưng niệm danh hiệu của ta với lòng chí hành, cũng sẽ mau thoát các thứ si não bỏ thân này rồi xin về chỗ lành. Lại nữa, thời đại sau này các hạng chúng sanh tại gia xuất gia muốn cầu họ giới thanh tịnh vi diệu, nhưng trước đó tạo tội nặng tăng hưởng chẳng được phép họ, cũng phải như trên tu bác sám hối với lòng chí hành. Khi được tướng lành của thân khẩu ý rồi, liền hãy khai khá họ. Nếu chúng sanh ấy muốn tu tập theo đạo lý đại thừa và cầu họ những giới trọc căn bản của bậc Bồ Tát, hãy nguyện họ chúng chung tất cả giới cấm xuất gia tại gia, nghĩa là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sinh giới, nhưng chẳng tìm được giới sư giỏi khéo có thể giải rộng tạng pháp Bồ Tát tu hành trước kia, phải nên dốc lòng ở trong đạo tràng cung kính cúng dường ngưỡng bạch mười phương chư Phật Bồ Tát, cung hỉnh chư Phật làm thầy truyền giới, chư đại Bồ Tát làm bậc tôn chứng, một lòng tập nguyện kể rành mười tướng, trước hết nói mười giới trọng căn bản, để kế đến nêu chung ba hứa tụ giới tự thể mà họ đây cũng đắc giới. Lại nữa, các hàng chúng sanh về đời vị lai muốn cầu xuất gia hoặc xuất gia rồi lại chẳng thể gặp giới sư giỏi đúng và thanh tịnh tăng, tâm họ nghi ngờ chẳng được đúng pháp họ những cấm giới, hễ có khả năng học sự bát tâm cầu đạo vô hượng và cũng làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh rồi, song những người ấy còn chưa xuất gia hãy nên cạo tóc mặc vào pháp y, lập nguyện như trên tự hệ mà họ. Ba tụ luận nghi của giới Bồ Tát đó mệnh danh là được đầy đủ giới ba la đề một xoa của người xuất gia, gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Sau đó liền phải tìm tòi học hỏi luật tạng thanh văn và luật tạng kiết tập của Bồ Tát thừa họ trì đọc tụng, quán xét tu hành. Nếu tu xuất gia mà tuổi người ấy chưa đầy 20, phải nên trước hề nguyện họ 10 giới căn bản của Bồ Tát và họ những giới riêng của Sa Di hay Sa Di Ni, liền phải gần gũi cúng dường cung cấp hầu hạ bậc đã xuất gia kỳ cụ, vị này trước đã học đại thừa tâm và họ đủ giới, Sa Di mới họ hỉnh cầu vị này làm thầy y chỉ, hỉnh xin dạy dỗ tu hành oai nghi như những phép tắc của một Sa Di hay Sa Di Ni. Nếu chẳng thể gặp người nào như thế thì chỉ nên gần gũi những vị Bồ Tát tu về luật tạng mà đọc tụng siêng ngẫm quán sát tu hành, hãy xin cúng dường Phật pháp tăng bảo. Nếu Sa Di Ni tuổi đã 18 cũng nên tự hệ họ 6 giới pháp của một hức xoa trong tạng tỳ ni và phải học hỏi tất cả tụ giới của tỳ kheo ni. Lúc tuổi người đó tròn đủ 20 mới có thể tống họ ba tụ định giới của một Bồ Tát như trên đã nói, sau đó được gọi tỳ kheo ni. Nếu chúng sinh nào tuy học sám hối mà chẳng hết lòng, chẳng hay hết lòng, chẳng được triệu chứng mộng thấy tướng hảo, giả sử tác pháp tưởng mình thọ giới, chẳng gọi đắc giới. Bây giờ ngài kiên tịnh tính hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bạch đức đại sĩ, về sự chí tâm, tính cách sai biệt có bao nhiêu thứ, những sự chí tâm nào có thể cảm chịu mộng thấy tướng lành? Ngài Địa Tạng đáp, này hiện nam tử, nói về chí tâm tóm tắt có hai, nhưng những gì là hai? Một là chí tâm cầu nguyện của người vừa mới phát tâm học tập, hai là chí tâm của người nhiếp ý tinh chuyên thành tựu dũng mãnh. Được sự chí tâm thứ hai có thể gặt hái kết quả mơ thấy tướng lành.
Hai sự chí tâm này lại có ba hướng khác nhau giữa hạ trung thượng. Những gì là ba? Một là nhất tâm, nghĩa là hệ niệm tư tưởng một chỗ, không cho tán loạn, tâm trụ tỏ rõ, bậc hạ. Hai là tâm vọng mãnh, là chuyên cần, không hề biến trễ, chẳng tiếc thân mạng, bậc trung. Ba là hưng tâm, nghĩa là tương ưng với pháp, rốt ráo chẳng thoái, bậc thượng. Nếu người tu tập pháp sám hối này cho đến chẳng được chí tâm bậc hạ thì chẳng hề có sự cảm chịu tướng tốt thanh tịnh. Trên đây là nói phương pháp chiêm sát luân tướng thứ hai. Này hiện nam tử, nếu muốn chiêm sát sự chịu quả báo sai khác ba đời, lại phải cắt gỗ ra làm sáu luân. Nơi sáu luân này lấy các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ghi vào trong đó. Mỗi số chủ một mặt, mỗi luân viết ba mặt, mỗi mặt một số, số ghi hứ lớp, không cho lộn lạo. Nên biết những số như thế đều từ số 1 mà khởi, mà lấy 1 làm gốc. Các tướng của những con số như vậy tượng trưng cho nhóm 6 căn của khắp tất cả chúng sanh, đều từ cảnh giới nhất hợp tướng tự tính thanh tịnh tâm của Như Lai Tạng mà khởi. Nương nơi cảnh giới chân vọng hòa hợp của nhất hợp tướng, lấy đó làm gốc, nghĩa là nương cảnh giới của nhất hợp tướng sẵn có vô minh, chẳng rõ nhất chân pháp giới, nhận lầm cái nhớ nghĩ tư duy mà hiện ra cảnh giới hư vọng, rồi phân chấp đắm chớ nhắm mãi hành nhân duyên của nghiệp, sinh các giác quan như mắt tai mũi lưỡi thân ý, nương vào sáu căn bên trong. Đối với sáu trần bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp mà khởi ra những thức của sáu giác quan, hoặc nghịch hoặc thuận, chẳng nghịch chẳng thuận, thành ra 18 cảm thọ. Nếu đời sau này hàng đệ tử Phật đối với sự họ quả báo ba đời, người nào có ý muốn giải quyết nghi, nên phải ba lần gieo tướng một luân. Cách thứ ba này chiêm sát bằng cách tính số cộng lại căn cứ tổng số mà xem, để định hiện ác các tướng quả báo hiện ác ba đời, để xem như vậy gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ? Một, cầu hưởng thừa sẽ được bất hoái chuyển. Hai, cầu quả được chứng hiện tại sẽ chứng. Ba, cầu duyên giác thừa được không hối chuyển. Bốn, cầu thanh văn thừa được bất hối chuyển. Năm, cầu sức hờn không được sự hành tụ. Sáu, tu môn phạm hạnh được sự hành tụ. Bảy, tu hiền thế gian được sự hành tụ. Tám, giới nào muốn họ là được diệu giới. Chín, giới nào từng họ được đầy đủ giới. 10. Cầu hưởng thừa những đức tin chưa trụ. 11. Cầu duyên giác thừa những đức tin chưa vững. 12. Cầu thanh văn thừa những đức tin chưa vững. 13. Người được chiêm sát chính là bạn lành. 14. Tùy nghe những gì đều đúng chánh pháp. 15. Người được chiêm sát chính là bạn ác. 16. Tùy nghe những gì đều sai chánh pháp. 17. Người đang được xem có đức thật sự. 18. Người đang được xem không có thật đức. 19. Nghĩa được tu quán là không sai lầm. 20. Nghĩa được tu quán là bị lầm lộn. 21. Những gì đọc tụng là không lầm lộn. 22. Những gì đọc tụng là bị lầm lộn. 23. Những hạnh được tu chẳng bị sai lầm. 24. Những gì thấy nghe đều là tướng lành. 25. Có sợ chứng gì đều là chân thật. 26. Có học những gì đều là sai lầm. 27. Những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành. 28. Có chứng ngộ gì đều chẳng phải chính. 29. Có kết quả gì là do tà hận giúp giữ. 30. Nói giỏi điều gì là trí tà biện bác. 31. Biết chỗ huyền diệu chẳng phải sức người. 32. Nên trước tập quán đường lối sáng suốt. 33. Nên tập đường lối hiện định trước đó. 34. Xem chỗ được học không bị chướng ngại. 35. Xem chỗ được học là điều thích nghi. 36. Xem chỗ được học chẳng phải thích nghi. 37. Xem chỗ được học là đã tu tập đời trước. 38. Xem chỗ được học chẳng phải đời trước tu tập.
39, xem chỗ được học khéo tăng trưởng lên. 40, xem chỗ được học là phương tiện nhỏ. 41, xem chỗ được học không sự tiến thủ. 42, quả gì mong cầu hiện tại chưa được. 43, cầu xuất gia thì sẽ được ra đi. 44, mong cầu nghe pháp sẽ được chỉ dạy. 45, cầu những nguyện kinh sẽ được đọc tụng. 46, hãy xem việc làm đều là ma sự. 47, xem những việc đã làm đều thành tựu. 48, xem việc được làm chẳng được thành tựu. 49, cầu giàu của cải sẽ được sung hạnh. 50, cầu địa vị quan sẽ được kết quả. 51, cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ. 52, cầu tiên đạo thế gian sẽ được kết quả. 53, xem chỗ học vấn đạt được nhiều chỗ. 54, xem chỗ học vấn ít đạt kết quả. 55, tìm thầy tìm bạn được như ý muốn. 56, tìm đệ tử được như ý. 57, tìm cha mẹ được như ý muốn. 58, cầu con trai con gái được như ý. 59, tìm thê hiếp như ý. 60, tìm bạn đồng học được như ý muốn. 61, xem là những gì lo lự được hòa hợp. 62, người được xem tâm họ mang hờn giận. 63, mong người không giận sẽ được hoan hỷ. 64, cầu sự hòa hợp được như ý muốn. 65, tâm của người được xem thì hoan hỷ. 66, người mình nghĩ đến sẽ được gặp gỡ. 67, người mình nghĩ đến chẳng được gặp gỡ lại. 68, người được mời gọi sẽ được nhắm đến. 69, người bị chê ghét được rời khỏi họ. 70, người mình kính mến sẽ được gần họ. 71, quán pháp ly dục ý được tập trung. 72, quán pháp ly dục ý chẳng tập trung. 73, người được mời gọi họ sẽ chẳng đến. 74, người được hẹn trước chắc chắn sẽ đến. 75, người được hẹn trước ở lại không đến. 76, người đang được xem được sự an lành. 77, người đang được xem hiện chẳng an lành. 78, người đang được xem đã không còn hơn. 79, người mình trông gặp sẽ được gặp họ. 80, những gì mình đang tìm được gặp lại. 81, những gì cầu nghe sẽ được lợi lành. 82, những gì mong tìm thấy chẳng như ý. 83, xem chỗ bị nghi chính là đúng thật. 84, xem lại chỗ bị nghi là chẳng hợp. 85, người đang được xem chẳng còn hòa hợp. 86, cầu làm Phật sự sẽ được kết quả. 87, cầu những món cúng sẽ được kết quả. 88, tìm những của cải sẽ được như ý. 89, tìm của nuôi thân ít được kết quả. 90, có cầu những gì hãy đều sẽ được. 91, có cầu những gì hãy đều chẳng được. 92, có cầu những gì ít được kết quả. 93, có cầu những gì đều được như ý. 94, có cầu những gì liền được nhanh chóng. 95, có cầu những gì chẳng được nhanh chóng. 96, có những mong cầu những gì tổn thất. 97, có cầu những gì sẽ được lợi lành. 98, có cầu những gì nhân sẽ chịu khổ. 99, xem vật bị mất sẽ tìm lại được. 100, xem vật bị mất chẳng tìm lại được. 101, xem vật bị mất từ trở về lại. 102, cầu lìa ách nạn được thoát ách nạn. 103, cầu khỏi bệnh hoạn sẽ được trừ lành. 104, xem những việc đã qua không chướng ngại. 105, xem những việc đã qua có chướng ngại. 106, xem nơi đang ở được dừng ở yên. 107, xem nơi đang ở chẳng được bình yên. 108, nơi vừa mới đến được sự an vui. 109, nơi vừa mới đến là có ách nạn. 110, nơi vừa mới đến là lưới của ma. 111, nơi vừa mới đến có thể khai hóa. 112, nơi vừa mới đến có thể khai hóa. 113, nơi vừa mới đến tự được lợi ích. 114, con đường dạo qua không bị não hại. 115, con đường dạo qua có bị não hại. 116, vua dân ác nên đói kém nổi lên. 117, vua dân ác nên nhiều bệnh ôn dịch. 118, vua dân tốt nên nước được giàu vui. 119, vua vô đạo nên nước tai hại lớn. 120, vua tu đức tai nạn loạn ly diệt. 121, vua làm ác nước sắp bị phá hoại. 122, vua tu hiện nước được xây dựng lại. 123, xem chỗ dạo qua được khỏi các nạn.
124, xem chỗ dạo qua chẳng thoát khỏi nạn. 125, nơi đang được ở mọi người an ổn. 126, nơi đang được ở có sự chướng ngại. 127, tu lạc đang ở mọi người chẳng yên. 128, là nơi nhàn tịnh không có ác nạn. 129, xem ra quái lạ nhưng không tổn hại. 130, xem ra quái lạ có sự tổn hại. 131, xem ra quái lạ tinh tấn thì an. 132, giấc mộng được thấy không gây tổn hại. 133, giấc mộng được thấy có sự tổn hại. 134, giấc mộng được thấy tinh tấn thì an. 135, giấc mộng được thấy là một lợi lành. 136, thấy chướng loạn đó nhưng mau lìa được. 137, thấy chướng nạn đó lần lần được lìa. 138, thấy chướng nạn loạn, thấy chướng loạn đó mà chẳng lìa khỏi. 139, thấy chướng loạn đó nhất tâm là trừ. 140, thấy nạn đang bị nhưng mau được thoát. 141, thấy nạn đang bị lâu mới được thoát. 142, thấy nạn đang bị chịu nhiều suy não. 143, thấy nạn đang bị tinh tấn sẽ thoát. 144, thấy nạn đang bị biết mạng sắp chết. 145, thấy bệnh đang mắc rất chẳng nên điều trị. 146, thấy bệnh đang mắc chẳng phải người phá. 147, thấy bệnh đang mắc hợp với phi nhân. 148, thấy bệnh đang mắc có thể trị liệu. 149, thấy bệnh đang mắc khó thể trị liệu. 150, thấy bệnh đang mắc tinh tấn là lành. 151, thấy bệnh đang mắc phải khổ lâu dài. 152, thấy bệnh đang mắc tự động sẽ lành. 153, thấy bệnh đang mắc đến thầy khám mới trị nổi. 154, thấy bệnh đang chữa, bệnh được chữa là trị đúng pháp. 155, thuốc đang được uống sẽ được hiệu lực. 156, thấy bệnh đang mắc được trừ lành hẳn. 157, thấy thầy được tìm đến chẳng thể trị liệu. 158, cách được trị liệu là chữa trị sai. 159, thuốc đem cho uống chẳng được hiệu lực. 160, thấy bệnh đang mắc là mạng sắp chết. 161, đó là trong đường địa ngục mà đến. 162, từ trong con đường xuất sinh mà đến. 163, từ trong con đường ngạ quỷ mà đến. 164, từ trong con đường Atula mà đến. 165, từ trong nhân loại mà đến. 166, từ trong loài trời mà tái sinh đến. 167, từ trong những người tại gia mà đến. 168, từ trong hàng ngũ xuất gia mà đến. 169, đã từng gặp vật cúng dường mà đến. 170, từng gặp cúng dường hiền thánh mà đến. 171, từng được nghe pháp rất sâu mà đến. 171, từng được nghe pháp rất sâu mà đến. 172, bỏ thân này rồi sẽ vào địa ngục. 173, bỏ thân rồi sẽ đọa làm súc sanh. 174, bỏ thân rồi sẽ đọa làm ngạ quỷ. 175, bỏ thân rồi sẽ làm Atula. 176, bỏ thân rồi sẽ sinh vào nhân đạo. 177, bỏ thân rồi làm vua trong loài người. 178, bỏ thân rồi sẽ sinh lên cõi trời. 179, bỏ thân rồi sẽ làm vua cõi trời. 180, bỏ thân rồi sẽ nghe pháp rất sâu. 181, bỏ thân rồi được xuất gia tu học. 182, bỏ thân rồi sẽ được gặp thánh tăng. 138, bỏ thân rồi sinh lên trời đâu xuất. 184, bỏ thân rồi sinh tịnh độ của Phật. 185, bỏ thân rồi liền được thấy Đức Phật. 186, bỏ thân rồi sẽ trụ vào vừa dưới thanh văn. 187, bỏ thân rồi sẽ trụ vào vừa giữa duyên giác. 188, bỏ thân rồi sẽ chứng được đạo quả. 189, bỏ thân rồi liền được bậc thượng thừa. Này hiện nam tử, đó gọi là những tướng sai biệt của 189 thứ quả lành dữ. Các chuyên sát như thế đều tùy sự chú ý và tùy tâm của người được xem đến. Nếu các số cộng với ý người tương xứng thì không sai lạc. Các số cộng gieo cho người nào mà con số hành với tâm đang chú trọng theo đuổi để xem, kết quả không tương xứng ấy là chẳng hết lòng hành. Như thế gọi là hư luống. Người nào gieo ba lần mà không thấy hiện số là kẻ ấy đã được vô sở hữu, không gì để vướng mắc. Lại nữa, hiện nam tử, nếu tự phát
ý xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc đồng như vậy. Nếu có người nào chẳng thể tự chim mà đến cầu khỉnh muốn xem cho họ, phải nên cân nhắc quan sát tâm mình có ham danh lợi thế gian hay không, bên trong có ý thanh tịnh hay không, sao mới có thể quy kính tu hành cúng dường như trước chốc lòng phát nguyện. Vì họ chim xác chẳng nên tham cầu danh lợi thế gian như việc làm của những hạng thầy tà để tự vương hại rối loạn cho người. Nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh, giàu cho chim xác nhưng chẳng tương xứng, chỉ là sai lầm một cách hư luống mà thôi. Lại nữa, các hàng chúng sanh về đời sau này, bất cứ việc gì được chiêm sát đến mà chẳng đạt được kết quả tốt lành, việc cầu chẳng được, nhiều sự lo âu, lúc bị bức bách, lo rầu, sợ sệt, phải nên sớm tối thường nên tụng niệm danh hiệu của ta. Nếu luôn chí hành thì việc chiêm sát sẽ được tốt lành, cầu gì được nấy, hiện đời liệt khỏi những sự suy buồn. Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác, hết quyển thượng. Kinh Chiêm Sát Hiện Nghiệp Báo Thiện Ác, quyển hạ. Đời Tùy Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đăng, người nước Ấn Độ, dịch Phạm Văn ra Hán Văn. Biệt dịch Thích Thiện Thông. Bấy giờ Ngài Đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tính hỏi Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: làm sao mở bày phương tiện chỉ cho những người muốn hướng đến Đại Thừa? Ngài Địa Tạng đáp: này Hiện Nam Tử, nếu có người nào muốn hướng về Đại Thừa, trước hết người ấy phải biết hạnh nghiệp căn bản ban đầu. Hạnh nghiệp căn bản đầu tiên là gì? Đó là nương vào cảnh giới của nhất thật tướng để tu lòng tin và sự hiểu biết. Nhờ sức tin hiểu thêm lớn cho nên nhanh chóng được vào dòng giống Bồ Tát. Cảnh giới của nhất thật tướng là gì? Nghĩa là bản thể nơi tâm của tất cả chúng sanh từ trước đến giờ, chẳng sanh chẳng diệt, tự tính nó thanh tịnh, không chướng không ngại, dường như hư không, bị lìa phân biệt, bình đẳng khắp pháp, khắp giáp, nơi nào cũng có, tràn đầy khắp mười phương, rốt ráo một tướng, không hai không khác, chẳng biết chẳng đổi, không thêm không bớt. Do vì bản thể nơi tâm của tất cả chúng sanh, nơi tâm của tất cả thanh văn, độc giác, nơi tâm của tất cả Bồ Tát và nơi tâm của tất cả chư Phật đều cùng chẳng sinh chẳng diệt, không nhiễm không tịnh, đồng là một tướng chân như. Tại sao vậy? Vì tất cả những tâm có khởi phân biệt đều như biển hóa, không hề chân thực. Nghĩa là những pháp số của tâm như ức niệm lo lắng, xét biết vân vân, thuộc bốn uẩn là họ tưởng hành thức, đều chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng, chẳng phải tạp sắc, chẳng phải có dài ngắn, vuông tròn, lớn nhỏ, cho đến cùng tận mười phương hư không. Tất cả thế giới tìm về hình trạng tâm này không một chút phần có thể nắm bắt, chỉ vì chúng sanh bị vô minh si tối làm nhân làm duyên, phân tập hiện ra cảnh giới hư vọng, khiến sinh nhớ nghĩ vướng mắc. Tâm này nó chẳng hề tự biết, vọng tự bảo có, khởi tưởng xét nét, so đo về ngã, sở hữu của ngã. Nhưng thật ra không có cái tướng của giác tri, bởi vọng tâm này rốt ráo không có thực thể, vì chẳng thể tìm thấy cái thực thể của vọng tâm. Nếu không có cái năng phân biệt của giác tri, thì không có cái tướng của tất cả cảnh giới sai biệt thuộc mười phương ba đời, bởi tất cả pháp đều chẳng thể tự có, chỉ nương sự phân biệt của vọng tâm mà có. Nghĩa là tất cả cảnh giới mỗi mỗi chẳng tự nghĩ mình là có, chẳng biết đây là tự, kia là ha. Thế nên tất cả pháp chẳng thể tự có, ắt không đổi khác, chỉ nương vọng tâm, chẳng biết chẳng rõ, vì bên trong tự không. Tức là có cái biết bên ngoài, rồi vọng sinh cái hướng tượng pháp, cho là có, cho là không, bảo kia, bảo đây, bảo phải, bảo trái, bảo tốt, bảo xấu, cho đến vọng sinh vô lượng, vô biên tư tưởng về pháp. Nên biết tất cả các pháp như thế đều từ vọng tưởng sinh ra, nương vọng tâm làm gốc. Nhưng vì vọng tâm không tự tướng, cũng chỉ nương cảnh giới mà có, nghĩa là nó duyên niệm xét biết theo cảnh giới đằng trước, cho nên gọi là tâm. Vả lại, vọng tâm này với cảnh giới
mé trước mặc dù đều nương vào nhau, nhưng sự bắt khởi của nó không trước sau gì cả, và vọng tâm này luôn luôn là nguồn gốc, là chủ tể của tất cả cảnh giới. Tại sao vậy? Bởi vì nương vào vọng tâm mà vọng tâm này chẳng rõ một tướng pháp giới. Vì thế nói rằng tâm có vô minh, nương vào sức mạnh vô minh làm nhân cho nên hiện ra cảnh giới hư vọng. Lại cũng do vô minh diệt cho nên tất cả cảnh giới cũng diệt theo. Chẳng phải do tất cả cảnh giới tự chẳng sáng tỏ mà nói cảnh giới có vô minh, cũng chẳng phải nương nơi cảnh giới mà sinh vô minh. Tất cả các đức Phật đối với tất cả cảnh giới chẳng sinh vô minh. Lại nữa, chẳng do cảnh giới diệt mà tâm vô minh diệt, bởi tất cả cảnh giới từ trước đến giờ hệ tính tự vắng lặng vì chưa từng có bất cứ thứ gì. Do nghĩa như thế cho nên chỉ nói tất cả các pháp nương nơi tâm làm gốc, nên biết tất cả các pháp, pháp nào cũng gọi là tâm, vì nghĩa của hệ không thay đổi và được nhiếp vào tâm vậy. Lại nữa, tất cả các pháp được khởi từ tâm, với tâm mà tạo ra tướng, hòa hợp mà có, cũng sinh cùng diệt, đồng không dừng trụ. Bởi tất cả cảnh giới chỉ bị duyên của tâm, niệm niệm tiếp nối mà được duy trì, tạm thời được có. Về nghĩa của tâm được nói trên đây có hai hữu tướng. Thế nào là hai? Một là tướng bên trong tâm, hai là tướng bên ngoài tâm. Tức bên trong tâm lại có hai hữu, một là chân, hai là vọng. Chân là gì? Đó là cái tướng sẵn có nơi hệ của tâm. Tướng này như như chẳng đổi, thanh tịnh tròn đầy, không chướng không ngại, kính nhiệm khó thấy, bởi nó khắp giác tất cả chỗ, thường hằng không hoại, nên có thể kiến lập sinh trưởng tất cả pháp. Vọng là gì? Tức là luôn luôn khởi niệm, phân biệt, xét nét, duyên lự, nhớ tưởng các biệt, mặc dù liên tục hay sinh tất cả cảnh giới, nhưng thể bên trong của nó là hư ngụy, không hề chân thật và cũng không thể tìm thấy nó. Tướng bên ngoài tâm, tức là tất cả các pháp và các thứ cảnh giới vân vân, tùy có cái bị niệm mà cảnh giới hiện ra trước, vì vậy mà biết có sự sai biệt giữa tâm bên trong và tâm bên ngoài. Thế thì nên biết tướng vọng bên trong là nhân, là hệ tướng vọng bên ngoài là quả, là dụng. Do những nghĩa như vậy, thế nên ta nói tất cả các pháp đều gọi là tâm. Lại nữa, nên biết các tướng bên ngoài của tâm, tướng này cũng như các thứ cảnh giới bị thấy trong mộng, duy tâm hiện ra không có việc hợp bên ngoài. Tất cả cảnh giới đều cũng như vậy, bởi đều nương vào giấc mộng vô minh của nghiệp thức mà được thấy, vọng tưởng mà thành. Lại nữa, nên biết mỗi niệm trong tâm, nội tâm đều chẳng có dừng trụ, cho nên tất cả cảnh giới bị thấy, bị duyên cũng tùy theo tâm mà niệm niệm chẳng dừng. Nghĩa là tâm sinh nên các pháp sinh, tâm diệt nên các pháp diệt. Tướng sinh diệt này chỉ có tên gọi hợp bất khả đắc, bởi vì tâm chẳng qua đến cảnh giới chẳng về đến tâm, như tướng trong gương không đến không đi. Thế nên tất cả pháp tìm tướng sinh diệt nhất định tròn chẳng thể được, nghĩa là tất cả pháp rốt ráo không có thực thể, từ trước đến giờ luôn luôn rỗng rang, vì thật sự chẳng sinh chẳng diệt vậy. Tất cả các pháp thật không có sinh diệt như thế thì không có tướng cảnh giới sai khác mà là vắng lặng nhất vị. Như thế gọi là chân như, gọi là đệ nhất nghĩa đế, gọi là tự tính thanh tịnh tâm. Tự tính thanh tịnh tâm ấy lâm trọng, tròn đầy, vì không có cái tướng phân biệt. Tướng không phân biệt, tức là đối với tất cả chỗ không đâu mà chẳng hiện hữu, vì nó hiện hữu ở cấp giáp, do đó có thể nương vào sự hiện hữu này mà duy trì và dụng lọc tất cả pháp. Lại nữa, tâm đó gọi là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng nghĩa là tâm này gồm chứa đầy đủ vô lượng, vô bất biên, bất khả tư nghị, chủng tử vô lậu và công đức thanh tịnh. Vì pháp ân của chư Phật từ ngần mé vô hỷ đến nay không chứng, không ngại, tự tại, chẳng diệt, tất cả mọi sự hóa hiện và những công đức, nghiệp hằng, thường lầy lưỡng, chưa bao giờ dứt, nghĩa là chư Phật đều hỷ hiện
Phật ở trong tất cả thế giới ứng hóa đủ cách làm lợi ích chúng sanh. Do đó thân một đức Phật chính là thân của tất cả chư Phật, thân của tất cả chư Phật cũng chính là thân của một đức Phật, và bao nhiêu việc làm cũng đồng là một, tức là không có tướng phân biệt, không niệm kia đây, bình đẳng không hai, bởi nương vào một pháp tính mà có sự tác nghiệp đồng ứng hóa một cách tự nhiên, vì thế không đổi các bậy. Như trên đã nói, pháp vân của các đức Phật khắp tất cả chỗ và tròn đầy bất động, tùy các chúng sanh chết đây sinh kia mà luôn luôn làm chỗ nương tựa cho các chúng sanh. Vì hư không đều có thể dụng nạp tất cả sắc tướng và các thứ hình trạng, tất cả sắc tướng và các thứ hình trạng đều nương nơi không mà có sự dựng lập và sinh trưởng ở trong hư không, bị nhiếp vào nơi hư không, lấy hư không làm hệ, không có vật gì có thể ra ngoài ranh giới của hư không. Nên biết trong mọi sắc tướng biên giới hư không chẳng bị hủy diệt, khi sắc tướng bên tướng hại bèn trở về với hư không, và biên giới hư không sẵn có, không thêm không bớt, chẳng động chẳng biến đổi. Pháp ân của các đức Phật cũng lại như vậy, nếu có thể dung nạp các thứ quả báo của tất cả chúng sanh đều nương vào Phật pháp của các đức Phật mà có sự dựng lập và sinh trưởng ở trong pháp thân, bị nhiếp nơi Phật pháp thân, lấy pháp thân làm thể, không một vật gì có thể ra ngoài ranh giới của pháp thân. Nên biết trong pháp, trong thân của tất cả chúng sinh, pháp thân của chư Phật cũng chẳng thể hủy diệt. Nếu khi phiền não bị đoạn trừ, sẽ trở về với pháp thân, về biên giới pháp thân sẵn có, không thêm không bớt, chẳng động chẳng biến đổi. Chỉ vì từ đời vô hủy trở lại đây, tâm tương ưng với vô minh, do năng lực nhân duyên huân tập si ám, cho nên hiện ra cảnh giới hư vọng, rồi do nương vào cảnh giới hư vọng làm nhân làm duyên huân tập mà khởi vọng tưởng, tương ưng với tâm ngã, với tâm chấp ngã, sở hữu của ngã, tạo chứa các nghiệp, để rồi chịu khổ sống chết không ngừng, hay bị gọi pháp thân, lại gọi là chúng sinh. Nếu trong số các chúng sinh, người nào có được năng lực huân tập của pháp thân, thì phiền não của chúng sinh ấy lần lần cạn mỏng, có thể nhàm chán sự khổ thế gian và cầu đạo quả niết bàn, tin tưởng quay về với nhất Phật tướng, tu sáu pháp ba la mật và tất cả pháp thân bồ đề, gọi đó mệnh danh là bồ tát. Trong số những bồ tát như thế, vị nào tu hành tất cả thiện pháp một cách đầy đủ hoàn toàn, lúc đó được lìa giấc ngủ vô minh, sẽ được mệnh danh là Phật. Lại nên biết rằng danh từ chúng sanh, Bồ Tát, Phật, vân vân, chỉ nương lời lẽ giả gọi của thế gian để nói mà thôi. Về hệ của pháp ân thì không có gì sai khác, rốt ráo bình đẳng, không có tướng biến đổi. Bồ Tát Địa Tạng bảo ngài kiên tịnh tính: Này hiện nam tử, trên đây là lược nói ý nghĩa cảnh giới của nhất Phật tướng. Nếu muốn nương vào cảnh giới nhất Phật tướng để tu lòng tin và sự hiểu biết, thì hãy nên học tập hai đường lối quán chiếu. Thế nào là hai? Một là quán các pháp đều duy tâm, duy thức, hay là quán thực tướng chân như. Về cách học quán duy tâm, duy thức, thì trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, tùy thân khẩu ý có sự móng niệm, đều phải quán xét biết những niệm khởi chỉ là do tâm, cho đến bất cứ cảnh giới gì, nếu tâm chú vào sự nhớ nghĩ thì phải xét biết là buông, biết và buông, xả, chớ để làm cho tâm rơi vào tình trạng vô ký hoặc vịnh theo duyên mà không tự kiểm soát. Trong mỗi niệm đều nên quán sát tùy ý niệm nào mà tâm duyên đến, lập tức không nhiếp trở lại, không để cho tâm theo đuổi những ý niệm đó. Làm sao cho tâm tự biết nội tâm của mình tự sinh tưởng niệm? Chẳng phải tất cả cảnh giới có tưởng niệm, có phân biệt, nghĩa là nội tâm tự sinh các quan niệm như hay dở, tốt xấu, phải quấy, được mất, suy lợi, có không, vân vân. Tóm lại là vô lượng ý tưởng, song tất cả cảnh giới chưa từng có tưởng, chưa từng có khởi phân biệt, nên biết tất cả cảnh giới tự nó không có tư tưởng phân biệt, tức là tự nó chẳng phải hay dở, chẳng phải tốt xấu, cho đến chẳng phải có, chẳng phải không, lìa tất cả tướng,
Cứ như vậy quán sát biết tất cả pháp chỉ duy tâm tưởng mà sinh. Nếu như lìa tâm thì không có tướng bất cứ một pháp nào có thể tự thấy có sự sai biệt. Thường nên như vậy mà các ghi và giữ gìn nội tâm, biết rằng chỉ có vọng niệm không có cảnh giới chân thật. Sự quan sát này cần phải đều đặn chớ cho bỏ dở. Đây gọi là sự tu học duy tâm duy hức quán. Nếu tâm bị vô ký, chẳng biết tự tâm đang nghĩ gì, đó chính là có cảnh giới ở trước, chẳng gọi là duy tâm thức quán. Vả lại, gìn giữ và khắc ghi nội tâm ắt biết được tưởng tham, tưởng sân, tưởng si, tưởng tà kiến, biết thiện, biết bất thiện, biết vô ký, biết tâm lao lư, nghĩ đến các sự khổ vân vân. Nếu khi tỉnh tọa, tùy đối tượng bị duyên của tâm mà mỗi niệm xét biết sự sinh diệt của duy tâm, ví như dòng nước trôi chảy hay ánh lửa tiếp nối của ngọn đèn, không lúc nào tạm thời dừng lại, từ đó sẽ được chính định vắng lặng cắt sắc được tam muội này rồi. Kế đến học tập đức tin về quán tâm của pháp Samatha và đức tin về quán tâm của pháp Tỳ Bát Xá Na. Học tập đức tin về quán tâm của pháp Samatha nghĩa là tư duy về tướng chẳng hề thấy của nội tâm. Tướng này tròn đầy, bất động, không đến, không đi, bản tính chẳng sinh, chẳng diệt, vì lìa phân biệt vậy. Học tập đức tin về quán tâm của pháp Tỳ Bát Xá Na nghĩa là xét biết những tư tưởng, nhận biết các sắc bên trong, bên ngoài đều theo tâm mà sinh, theo tâm mà diệt. Cả đến tư tưởng nhận thức về sắc thân của Phật cũng vậy, đến tùy tâm sinh, tùy tâm mà diệt, như huyễn như hóa, như trăng dưới nước, như bóng trong gương. Chúng chẳng phải tâm, cũng chẳng lìa tâm, không phải đến, không phải chẳng đến, không phải đi, không phải chẳng đi, không phải sinh, không phải bất sinh, không phải tác động, không phải chẳng tác động. Đại Bồ Tát Địa Tạng bảo Ngài kiên tịnh tính, nay hiện nam tự nếu luôn luôn dùng đức tin tu tập hai phép quán tâm như vậy, mau được ngộ ra đạo lý nhất thừa. Nên biết quán pháp duy tâm duy hức như vậy gọi là ngưỡng cửa trí tuệ cao tột hơn hết. Ngưỡng cửa này có thể khiến cho tâm của hành giả mạnh mẽ, bén nhạy và thêm lớn sức tinh hiểu, nhanh chóng vào nghĩa không của Đại Thừa và pháp, và phát được tâm vô hưởng Đại Bồ Đề. Trên đây là nói về pháp quán duy tâm duy hức. Nếu muốn học tập pháp quán thật tướng chân như thì hành giả tư duy về tính của tâm vốn không sinh không diệt, không trụ vào cái thấy nghe hiểu biết, lìa hẳn tất cả những tưởng phân biệt, lần lần có thể vượt qua tướng cảnh giới của các định không vô biên xứ, hức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, được tương tự với không tam muội, thì tướng phân biệt vô của họ tưởng hành thức chẳng hiện ra trước. Từ đó mà tiến tu thêm sẽ làm bậc thiện tri hức với lòng từ bi quảng đại, vì khéo bảo nhiệm và trưởng dưỡng, cho nên lìa các chướng ngại siêng tu chẳng bỏ bế, lần lượt có thể vào tam muội vắng lặng của tâm. Được tam muội đó rồi lại liền có thể nhập nhất hạnh tam muội, nhập nhất hạnh tam muội rồi thấy vô số đức Phật và những bà bác, những tâm hạnh sâu động chẳng thể nghĩ bàn, trụ vào bậc kiến tính. Trên đây là đường lối của hai pháp quán Samatha và Tỳ Bát Xá Na, chắc chắn được sự tinh hiểu, có thể quyết định hú hướng Bồ Đề, tùy chỗ tu học các tam muội hiền định và sự nghiệp thế gian, những không bị đấm trước, cho đến có thể tu cấp tất cả hiện căn của pháp bừng Bồ Đề, đối với sự sống chết không bị khiếp sợ, không thích nhị hừa, bởi nương vào phương tiện hay khéo vô cùng vi diệu, khả năng tu tập bằng hai đường lối quán tâm này có thể làm chỗ sở y cho các thứ trí tuệ và các hạnh căn bản vậy. Lại nữa, tu học sự tinh hiểu như trên gồm có hai hạng người. Thế nào là hai? Một là hạng căn tánh lanh lợi, hai là hạng căn tánh chậm lục. Hạng căn tánh lanh lợi, người này trước đó đã biết tất cả các cảnh giới bên ngoài duy tâm tạo ra hư dối chẳng ngợt,
Như mộng như huyễn, quyết định không còn nghi ngờ gì nữa. Năm món cái nhẹ mỏng, tâm tán loạn cũng ít hạng người nói trên. Nên học tập ngay pháp quán hợp tướng chân như. Hạng người căn tính chậm lục, hạng này trước đó chưa hề biết tất cả các cảnh giới bên ngoài đều chỉ là tâm, vì hư dối không hợp. Tình thức nghĩa mắt của họ dày đặc năm món cái nhiều vang nổi lên, tâm khó điều phục. Thì trước hết phải nên học pháp quán duy tâm duy thức. Nếu người nào tùy học sự tinh hiểu như vậy, những chủng tử hiện căn còn mỏng, chưa hề tiến lên, các phiền não xấu ác chẳng bị bẻ dẹp lần lần, và tâm những người ấy nghi ngờ kiếp nhục, sợ đọa vào ba đường ác hoặc sinh vào chỗ tám nạn, sợ chẳng hưởng được gặp Đức Phật, chưa bị Bồ Tát các bậc thánh nhân, chẳng được cũng vừa nghe nhận chính pháp, sợ hạnh Bồ Đề khó để thành tựu, có các hứa nghi sợ và những chướng ngại như thế vân vân, thì nên trong tất cả thời, trong tất cả chỗ thường xuyên tụng niệm danh hiệu của ta, Địa Tạng Bồ Tát. Nếu được nhất tâm thì căn tánh sẽ hiền lớn, và ý chí người ấy dũng mãnh lanh lợi, lại thêm quán pháp thân của ta và pháp thân của tất cả các đức Phật với tự thân của mình, hệ tính đều bình đẳng, không hai không khác, chẳng sanh chẳng diệt, có đủ bốn đức hường lạc ngã tịnh, công đức tràn đầy, đó là điều đáng nên nương tựa. Lại nữa, hành giả thường nên quán sát thân mình và cái tướng của tâm đều vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, như huyễn, như hóa, đáng chán, đáng lìa. Nên luôn luôn tu học pháp quán như vậy, hành giả mau được tăng trưởng đức tin thanh tịnh, bao nhiêu chướng ngại lần lần giảm bớt. Tại sao vậy? Vì những người này được gọi là học tập theo sự nghe danh hiệu của ta, cũng có thể nói học tập sự nghe danh hiệu của các đức Phật trong mười phương, được gọi là sự học tập chí tâm lễ lạy và cúng dường ta, và hay học sự chí tâm lễ lạy cúng dường đức Phật trong mười phương, được gọi là học sự nghe những kinh điển thâm sâu đại thừa, được gọi là sự giữ gìn biên chép cúng dường cung kính kinh điển đại thừa sâu thẳm, được gọi là sự xa lìa những chấp trước tà vậy đối với nghĩa lý sâu xa của chính pháp, chẳng bị rơi vào sự vĩ bán chê bài, được gọi là đối với đệ nhất nghĩa rốt ráo sâu xa của thực tướng, học sự tinh hiểu, được gọi là hãy trừ các thứ tội chướng, được gọi là sẽ được sự chứa nhóm vô lượng công đức. Những người nói trên khi bỏ hưng này chọn chẳng đọa vào ác đạo và tám chỗ nạn, khi xin trở lại được nghe chính pháp và tin tưởng học tập tu hành, cũng có thể tùy nguyện sinh về tịnh độ của các đức Phật ở các phương khác. Lại nữa, nếu như người nào muốn sinh tịnh độ hiện tại ở phương khác, thì phải theo danh hiệu vị Phật ở thế giới đó mà chuyển ý niệm tụng, một lòng chẳng loạn vào quán sát pháp vân như đã nói trên, người ấy quyết định được sinh tịnh độ của đức Phật ấy. Chừng đó căn lành sẽ thêm lớn và mau được bất khoái. Nên biết sự nhất tâm buộc niệm tư duy pháp thân bình đẳng của các đức Phật được nói trên đây, đối trọng tất cả căn lành, nó là tịnh nghiệp trỗi vượt trên hết. Do đó người nào siêng năng tu tập lần lần có thể nương đến nhất hạnh tam muội, một khi được vào nhất hạnh tam muội là hành tụ tâm hạnh rộng lớn nhiệm màu, mệnh danh là được tương tự với vô sinh pháp nhẫn. Bởi luôn luôn được nghe danh hiệu của ta, cho nên luôn luôn được nghe danh hiệu của chư Phật mười phương. Bởi luôn luôn dốc lòng lễ lạy cúng dường ta, cho nên luôn luôn lễ lạy cúng dường mười phương chư Phật. Bởi luôn luôn được nghe kinh điển đại thừa sâu thẳm, luôn luôn giữ gìn biên chép cúng dường cung kính kinh điển đại thừa sâu thẳm, luôn luôn họ trì đọc tụng kinh điển đại thừa sâu thẳm, cho nên có thể đối với đệ nhất nghĩa của thực tướng sâu thẳm rốt đáo, chẳng sinh sợ sệt, xa lìa vĩ bán, được tâm chính kiến, luôn luôn tinh hiệu, quyết định trừ diệt các thứ tội chướng và hiện đời hưởng chứng vô lượng công đức. Tại sao vậy? Vì được tâm Bồ Đề vô phân biệt, vì được trí huệ vắng lặng hiện tiền, vì phát khởi chủng tử phương tiện các thứ nguyện hành, luôn luôn nghe danh hiệu của ta là được sự quyết định của đức tin và việc làm lợi ích, cho nên bất cứ việc gì có thể làm
đều được chẳng thoái chuyển nghiệp nhân của đạo nhất thừa vậy. Nếu tu hành với tâm tạp loạn cấu uế thì dầu có xưng tụng danh hiệu của ta, đó chẳng được gọi là nghe danh hiệu ta, vì chẳng hay sinh sự tinh hiệu quyết định, chỉ gặt hái quả báo lành nhỏ mọn của thế gian mà thôi, chẳng được lợi ích rộng lớn sâu diệu. Hành giả nào tu với tâm tạp loạn cấu uế như vậy, tùy tu bất cứ thiện pháp nào đều chẳng thể được lợi ích sâu rộng. Bồ Tát Địa Tạng bảo ngài kiên tịnh tính: Hiện nam tử, nên biết sự siêng lòng tu học môn thiền vô tướng trên đây không lâu sẽ được lợi ích rộng lớn sâu xa, luân hồi hành Phật. Sự lợi ích rộng lớn sâu xa là được vào pháp vị kiên tính, vì hành tụ tính nhẫn vào địa vị kiên tu, vì hành tụ thuận nhẫn vào chính nhân vị, vì hành tụ vô sinh nhẫn lại hành tụ tính nhẫn là có thể trở thành dòng giống của Như Lai, hành tụ thuận nhẫn có thể hiểu hạnh của Như Lai, hành tụ vô sinh nhẫn là được nghiệp của Như Lai, luân hồi hành Phật là được nói có bốn hạng. Một là vì tròn đầy đức tin về pháp mà làm Phật, nghĩa là nương vào bậc tập chủng tính, quyết định tin các pháp chẳng sinh chẳng diệt, thanh tịnh bình đẳng không gì đáng nguyện cầu. Hai là vì hiểu trọn vẹn về pháp mà làm Phật, nghĩa là nương vào bậc giải hạnh, hiểu sâu tính các pháp, biết chủng tử của Như Lai là không tạo không tác, đối với sinh tử và niết bàn chẳng khởi hai tướng và tâm không bị sợ sệt. Ba là vì chứng trọn vẹn pháp mà làm Phật, nghĩa là nương vào tịnh tâm địa do được trí vô phân biệt, thể nhập pháp hơn tịch tịnh của Như Nghiệp, dụng tự nhiên, chẳng thể nghĩ bàn, không còn ý tưởng tìm cầu nữa. 4. Là tất cả hạnh công đức trọn vẹn mà làm Phật, nghĩa là nương vào bậc Bồ Tát cứu cánh địa, có thể diệt trừ tất cả chướng ngại, giúp một vô minh không còn. Lại cũng nên biết tu học theo môn thiền hữu tướng của thế gian, gồm có ba thứ. Thế nào là ba? Một là không có phương tiện và sức tinh hiệu, cho nên ham nhận công đức của các hiền, rồi sinh kiêu mạn, bị sự hệ vượt của hiền làm cho hoái tâm, chí cầu mối lợi thế gian. Hai là không có phương tiện và sức tinh hiểu, cho nên nương vào hiền mà phá khởi hạnh chán lìa, một bên kiếp sợ sinh tử, thoái hóa vào hàng nhị thừa. Ba là các phương tiện và sức tinh hiểu, nghĩa là nương tựa cảnh giới nhất thực tướng, tu tập gần xa với đường lối hai qua phép quán Samatha Tỳ Bát Xá Na, nên có thể tinh hiểu tất cả các pháp, duy tâm tưởng sinh, đồng như mộng như huyễn, giàu được công đức của hiền định thế gian mà chẳng đắm trước kiên cố, chẳng còn thoái tâm cầu quả báo trong ba cõi, lại tin và biết sinh tử của chính là Niết Bàn, nên cũng chẳng sợ sệt, nhiếp nhược, chẳng thoái cầu quả nhị hừa. Người tu học tất cả hiền định tam muội như đây, nên biết có thứ môn tướng, thứ lớp nhiếp lấy đầy đủ sự nghiệp hiền định, có thể làm cho người học thành tựu sự tương ưng mà không lầm, không lộn. Những gì là 10? Một là tướng phương tiện nhiếp niệm, hai là tướng muốn trụ cảnh giới, ba là tướng biết sự xuất nhập một cách tỏ rõ cảnh giới vừa mới trụ tâm, bốn là kéo trụ cảnh giới được vững vàng, năm là tướng mỏng khởi tư duy phương tiện giọng mảnh, càng cầu sự tiến hữu hơn nữa, sáu là tướng lần lần được điều độ, xứng với hỷ lạc của tâm, trừ mối nghi ngờ thêm sự tinh hiểu và tự an ủi mình. 7 là tướng chắc được sự hăng thẳng tiến, bởi ý chuyên nhất tương ưng ít phần với khả năng nhận thức. 8 là tướng công tu thêm sáng suốt, công phu thêm vững vàng, được công đức phù hắn, hành tụ sự đối trị vọng tâm. 9 là tướng tùy tâm hành giả khởi niệm làm những gì muốn thị hiện công đức ra ngoài đều tương ưng với ý mà không sai lầm. 10 là tướng nếu muốn tu thêm pháp khác, nơi nơi sở đắc có trước mà khởi phương tiện sẽ lần lượt hành tụ.
xuất nhập tùy tâm siêu việt một cách tự tại, đó gọi là 10 môn tướng thứ lớp giếm hết sự nghiệp của người tu tập thiền định. Bây giờ Đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tính hỏi Đại Bồ Tát Địa Tạng: Ngài, vì sao mà khéo nói pháp sâu xa có thể khiến chúng sinh lìa sự khiếp nhược? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này Hiện Nam Tử, nên biết người mới phát ý cầu về Đại Thừa mà chưa được tính tâm đối với giáo pháp sâu xa của Đạo Vô Thượng, họ ưa sinh nghi ngờ khiếp nhược, cho nên ta dùng phương tiện này khéo hay khéo tuyên rõ nghĩa thật để an ủi họ khiến lìa khiếp nhược. Do đó hiệu của ta là bậc khéo nói an ủi. An ủi như thế nào? Nghĩa là những chúng sanh căn tánh chậm lục, tâm lượng nhỏ hẹp, nghe sự tối thắng tối màu của Đạo Vô Thượng, mặc dù họ ý họ ham thích phát tâm hướng về, nhưng lại suy nghĩ rằng sự cầu Đạo Vô Thượng cần phải chứa công đức công để đức rất rộng, tu những hạnh khổ khó làm, phải tự độ tha, trải qua kiếp số dài xa, ở trong sinh tử lâu chịu xiên khổ mới có thể hành. Vì lý do đó họ sinh kiếp nhược. Ta liền vì họ nói nghĩa lý chân thật, nghĩa là nói tất cả pháp bản tính tự rộng rang, rốt ráo, vô ngã, không có người làm, không có người họ, không tự không tha, không đi không đến, không có phương sở, cũng không quá khứ, hiện tại, vị lai, cho đến vì họ nói 18 món không, tất cả các pháp không có tướng sinh tử niết bàn, cũng không có tướng chắc thực có thể nắm bắt. Lại vì họ nói tất cả các pháp như huyện, như hóa, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, như hành càng hát bà, như tiếng dội trong hang trống, như quán nắng, như nước bọt nước, như xương móc, như đèn lòa, như mắt bị nhậm, như mộng, như chớp, như mây nổi đầu non. Những phiền não sinh tử tính nó rất yếu ớt, có thể dễ làm cho diệt mất. Là dạy họ rằng phiền não sinh tử rốt ráo không có tượng thể, tìm nó chẳng thể được, xưa nay chẳng sinh hoặc cũng chẳng diệt, tự nó vẫn lặng, chính là niết bàn. Những lời nói như vậy nhằm phá tất cả mọi sự nhận thức sai lầm, bớt đi sự chấm đắp, sự chấp đắm nơi tự thân tâm, để chúng sanh được lìa khiếp nhược. Lại có chúng sanh vì chẳng hiểu ý chỉ nơi lời nói của Đức Như Lai mà sinh khiếp nhược. Ý chỉ nơi lời nói của Đức Như Lai như thế nào? Đó là Đức Như Lai là luôn luôn nhìn thấy cảnh giới nhất thực tướng, rốt ráo lìa khỏi các pháp ác cuộc sinh, lão bệnh tử, chứng được pháp ân của Ngài. Pháp ân này hường hằng không mất, không biến đổi, vân vân. Có sự chứa nhóm vô lượng công đức, Như Lai lại có thể thấy tỏ rõ trong hơn của tất cả chúng sanh đều có sẵn những công đức chân thật, thanh tịnh nhiệm màu. Nhân vì bóng tối nhiễm ô của vô minh che chướng, cho nên từ trước tới giờ luôn luôn chịu vô lượng thứ khổ sinh già bệnh chết. Như Lai ngày đó khởi tâm đại bi, muốn khiến cho tất cả chúng sanh lìa các thứ khổ, đồng gặt hái sự vui đệ nhất của pháp hơn. Pháp hơn ấy là pháp vô phân biệt, lìa tất cả ý niệm, chỉ có bậc hay diệt trừ diệt tư tưởng hư vọng của hức, chẳng khởi niệm phân biệt mới có thể chứng nhập. Chỉ vì tất cả chúng sanh thường ưa phân biệt, đắm chấp đắm các pháp bởi điên đảo vọng tưởng, cho nên chịu sống chết triền miên. Do đó Đức Như Lai muốn cho họ lìa ý tưởng phân biệt chấp trước, cho nên Ngài nói tất cả pháp thế gian rốt ráo của nó rỗng rang không là cái gì cả, cho nên cho đến tất cả những pháp xuất thế gian, bản thể của nó cũng rốt ráo rỗng không, không hụt vào đâu. Nếu nói rộng ra thì 18 pháp không, sự hiện bày tất cả các pháp như vậy đều chẳng lìa hết của Bồ Đề. Thể của Bồ Đề chẳng thể có, chẳng phải không, chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không, chẳng phải là có. Chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không, chẳng phải cả có lẫn không, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải chẳng một, chẳng phải chẳng khác, chẳng phải một lần khác, cho đến rốt ráo không một tướng nào có thể nắm bắt, vì nó lìa hết tất cả tướng,
Thế nào là lìa hết tất cả tướng, nghĩa là chẳng thể nương vào lời lẽ để giữ lấy, vì trong pháp của Bồ Đề không có sự lĩnh nhận bằng lời lẽ nói năng, và sự nói năng không thể đến được, lại cũng chẳng thể nương vào cái tâm đó nghĩ ngợi mà biết được. Trong pháp Bồ Đề không có người hay giữ lấy bảo pháp để giữ lấy, không ta không người, vì lìa tướng phân biệt. Nếu còn có sự phân biệt chính là hư ngụy, chẳng gọi là khế hợp với Bồ Đề. Những lời dạy như thế của Đức Như Lai, các chúng sanh căn tính chậm lục không hề hiểu nổi, cho rằng vô hữu Bồ Đề và pháp phân của Như Lai chỉ là pháp trống không, rút ráo một mực không có gì hết. Do đó mà tâm của họ kiếp nhược sợ sệt vào chỗ không được gì cả, hoặc họ sinh ra tư tưởng đoạn diệt, khởi nhận thức có tăng có giảm, chuyển sang vị bán, khinh mình, khinh người, vân vân. Để đối trị hạng này, ta liền bị họ nói pháp ân Như Lai tự tính nó chẳng phải ngoan không, mà là có tự thể chân thực. Thế này đầy đủ vô lượng công đức thanh tịnh từ vô hỷ đến giờ, nó tự nhiên tròn đầy, chẳng phải nhờ tu mới có, chẳng phải nhờ tạo mới hành. Cả đến trong hôm tất cả chúng sanh cũng đều sẵn đủ, không biến không đổi, không thêm không bớt. Những lời nói như vậy có thể trừ sự kiếp nhục của chúng sanh, đó mệnh danh là an ủi. Lại nữa, những chúng sinh ngu si chấp chặt nghe những lời nói của nói như thế cũng xin kiếp nhục nữa, vì không hiểu nổi nghĩa này. Họ lại chấp rằng pháp ân của Như Lai từ xưa đến nay đã đầy đủ, chẳng phải là tướng tu tạo thì đâu có tướng chứng đắc gì. Do đó mà họ sinh kiếp nhược, rơi vào hạng tính tà đạo đảo kiến theo lối của tự nhiên ngoại đạo. Đối với hạng này, ta liền vì họ nói đến sự tu hành tất cả hiện pháp để tăng trưởng sự đầy đủ, mới sinh ra sắc thân Như Lai, được quả báo vô lượng công đức thanh tịnh. Những lời nói như thế nhằm khiến chúng sanh lìa sự kiếp nhược đó được mệnh danh là an ủi, nhưng nghĩa sâu thẳm được ta nói ra kế hợp với lý chân thật, không có các lỗi. Bởi lìa lời nói mâu thuẫn của thế gian, làm sao biết tướng lìa lời nói mâu thuẫn? Bởi vì pháp thân của Như Lai mặc dầu không có cảnh giới của lời lẽ và lìa cả cái tâm tưởng niệm, chẳng phải không, chẳng phải bất không, cho đến không có tất cả các tướng, chẳng hề căn cứ vào lời lẽ để dạy bài chỉ bày, nhưng căn cứ vào pháp giả gọi đối đãi nhau bởi nhân duyên huyền hóa của thế đế, thì có thể dùng phương tiện chỉ bày để nói. Vì tính của pháp vân này không phân biệt lìa cả tướng tự tướng tha, chẳng phải không, chẳng phải bất không, cho đến lìa hết tất cả các tướng, cho nên nói rằng bản thể của pháp vân là rốt ráo rộng rang, không thuộc vào cái có. Vì khi đã lìa tâm phân biệt rồi thì tưởng niệm hết sạch, bèn không có một tướng nào cả, nhưng có thể tự thấy, tự biết và tự có tất cả. Thế nên nghĩa không quyết định kế hợp với thật tướng chân như, không hề sai lầm. Lại nữa, chính trong nghĩa không đó, do lìa tâm vọng tưởng phân biệt thì sự rốt ráo tận cùng của nó, không một tướng nào có thể nói rằng không, vì nghĩa còn lại là một sự chân thật. Chính đó gọi là bất không vậy, lìa tưởng niệm của hức, cho nên không có bất cứ một tướng hư ngụy nào mà là rốt ráo thường hằng chẳng biến, chẳng đổi, bởi không còn một tướng nào có thể hoại, có thể diệt, cho nên cũng lìa mọi sự tăng giảm. Lại nữa, chỗ vô phân biệt của thực thể chân như này, từ đời vô hỷ đến nay, đủ vô lượng chủng tử công đức vô lậu tự nhiên sẵn có, lúc nào cũng tương ưng, vì nó không lìa không rời, cho nên nói là bất không. Nhưng công đức chứa nhóm nơi thân thể chân như như thế, tất cả chúng sanh đều có sẵn, chỉ vì chúng sanh bị vô minh che lòa, cho nên chẳng biết, chẳng thấy, chẳng thể nào đạt được công đức lợi ích của pháp thân. Đâu khác gì hoàn cảnh không có, nói chưa có là nói những chúng sanh chẳng biết, chẳng thấy về thể của pháp thân. Cho nên bao nhiêu lợi ích của công đức nghiệp chẳng phải là chỗ những chúng sinh ấy có thể họ dùng. Vì vậy chẳng gọi là
Cuộc đời của họ chỉ có nhờ vào sự tu khắp tất cả hiện pháp, đối trị các hướng nghiệp, chưa nhận ra pháp vân kia, sau đó mới được những công đức lợi ích. Thế nên nói rằng tu tất cả hiện pháp sinh ra sắc hơn Như Lai. Thiện nam tử, như hiện nay ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát khi nói về những phương tiện hù hắn và pháp môn trọng yếu sâu xa này, có 10 vạn ức chúng sanh phát tâm vô vượng bồ đề, trụ bực kiết tính, kiên tính, lại có 9 vạn 8 nghìn bồ tát được vô sinh pháp nhẫn, toàn ở đại chúng đều dùng hương hoa vi diệu cõi trời cúng dường đất Phật và đại bồ tát Địa Tạng. Bây giờ Đức Phật bảo đại chúng rằng: các vị mỗi người phải nên họ trì pháp môn này, tùy ở chỗ nào đều làm cho lan rộng. Tại sao vậy? Pháp môn như thế này rất là khó gặp, hay làm lợi ích rất lớn. Nếu như người nào được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát và tin những lời người nói, nên biết người ấy có thể nhanh chóng liệt tất cả mọi sự chướng ngại, mau đến vô hượng bồ đề. Lúc ấy đại chúng đều bác lời rằng: chúng con sẽ họ trì lưu hông thế gian, chẳng dám để quên. Bấy giờ ngài đại bồ tát kiên tịnh tính bạch Phật, bạch Thế Tôn, những điều được nói trong khế kinh lúc căn tụ này tên là pháp môn gì, pháp chân yếu này con sẽ họ trì, khiến đời sau này khắp đều được nghe. Được Phật bảo ngài đại bồ tát kiên tịnh tính pháp môn này gọi là chim sát nghiệp báo hiện ác, cũng gọi tên là tiêu trừ các chướng, còn được gọi là chỉ bày cho người cầu về đại thừa biết phương tiện tiến đến và phát lộ nghĩa thật rốt ráo rước sau, và cũng gọi là khéo nói an ủi khiến liệt kiếp nhược mau vào đức tin kiên cố quyết định. Y danh nghĩa như thế ông nên họ trì. Đứa vợ nói tên pháp môn này rồi, tất cả đại hội hãy đều hoan hỷ tin nhận vân heo vật hành kinh chim sát nghiệp báo hiện ác hết quyển hạ.